gần lúc giáng thân trời đất, càng xót thương chúng mất thiện tâm. Đời này để bị nịch trầm kiếp sao đọa chốn ngu thâm, muôn đời ra cho bụi ra nơi cây cò. Trong bụng lầy hoặc chỗ nhuốc nhơ, ở trong thế giới mù mờ khổ sầu hơn từ bao giờ đã mang. Chúng không thấy trước đàn nguy hiểm, nên cứ vui ô nhiễm hồng trần. Thấy người sắp bị xa chân lòng từ mau đến dắt lần cho ra. Vậy con khá nhớ qua lời Phật, đi đó đây gọi thức chúng sanh. Không phân cấp bậc giới ranh bắc nam đâu, cũng chỉ rành việc tu. Người đồng loại khuyên câu nhất thề, kẻ khác nòi giải lẽ tương thân. Giàu sang nên giúp cơ bằng quan liêu, khéo xử cho dân được nhờ. Chớ mưa việc đầu cơ hối lộ, đừng sanh tâm lan hổ hại người. Sự phận ngày ngân tốt tươi, đáp lời dịu ngọt khi người hỏi han. Kẻ học thức giúp hàng ngu dốt, đừng buông lời cười cợt mỉa mai. Những người tuy đã lầm sai, có lời xin lỗi thứ ngay cho người. Ăn ở đúng theo lời hiền thanh, xét mình rồi xét hạnh của người. Xấu xa cùng việc tốt tươi, cả hai đều đáng cho nơi học hành. Tốt tươi thì lưu tình bắt chước, xấu xa thì biết trước lánh đi. Trên đời bất luận việc chi, cũng đều lợi ích nếu suy xét rành. Khéo dụng sự như anh thợ mộc, cây dài ngay đều được dùng xong. Tức là chuyến tội nên công, đổi điều quả trở phước hồng như chơi. Phật liền chỉ vào nơi vô đa, hiện ra thuyền bát nhã lớn lao. Hào quang chiếu rực rỡ màu, nhưng không có đáy thêm vào không muối. Phật rằng thuyền ngược xuôi trên nước, vẫn không chìm và được chạy mau. Thuyền này chừng đến ngày sau, trong khi sấm nổ nước trào dâng lên. Nó sẽ chạy khắp trên các nước, để vớt người nhân đức hữu duyên. Đem về giữ hội qua liên khỏi, nơi khổ não xa miền trầm luân. Kẻ bảo ác xác thân trọng trượt, kéo lên thuyền cũng tuột chìm đi. Bởi thiền do sức quyền vi, của chữ Phật tạo cứu nguy người lành. Phật liền chỉ vào cành bửu thọ, bỗng hiện ra tỷ hoa thần lung.
rất nên đẹp đẽ hình dung hào quang ngũ sắc chói cùng khắp nơi. Phật rằng chừng cả trời lửa cháy nuôi ra cho sắc chảy thành bùng. Tức thời tùy hóa thần lung hiện ra to lớn bao trùm hiền nhân. Khỏi thiêu xác trong rừng lửa đỏ mát mẻ như gió mùa thu. Những người bạo ác không tu đứng ngoài lòng phép dễ đâu được vào. Khắp bốn phía lửa ào phủ xác thân tiêu ra cho mạc tức thì. Phật dù lòng rất từ bi cũng không thể cứu vô nghi bất lương. Khi nghiệp đến không phương đào tàu luật trả dạy khó dấu dung ai. Vì con khéo dùng lời ngài để khuyên ba tánh khéo dày công tu. Lời Phật chẳng sai đâu chớ ngày đời sắp tàn dài đại sao sông. Khá đêm vàng nén bạc đồng làm điều nhân ái trừ sống tai nạn. Kẻ bo bo đeo mang tiền của chỉ hại thân đâu có ít chi. Những phường trộm cướp gian phi bức cường lấy hết rồi thì tay không. Ân chẳng có mang lòng ích kỷ thác sẽ làm ngã quỷ tanh hôi. Phải chăng là việc ngu đòi vật không giữ được cứ ngồi bo bo. Vậy con khá bảo cho đời biết lo tu mau kẻo việc không rồi. Tới đời đất hỡi trời ôi đông tây nam bắc ôi thôi tưng bừng. Vật già lớn chưa từng ngó thấy chúng dùng nhiều khi giới kinh thiên. Làm cho đất động trời nghiêng sanh linh chết chóc muôn thiên khó lường. Thầy lấp giáp bình dương biển lớn máu trôi đầy khắp chúng cùng nơi. Còn chi mạng số người đời nếu không chưởng phước khó ngồi thế gian. Phật thấy rõ mỗi đàn hư thiệt nên dùng lời chỉ quyết chúng sanh. Khá tin để sớm tu hành cứu thân và được độ lành mẹ cha. Việc sắp cuối ngâm nga sao kịp phải quyết tâm thi thiết liền khi. Một lòng nôi chí từ bi số đùa tất cả những gì bất lương. Nguyện một kiếp Tây Phương đến chung phá chư ma trừ hỗn loạn tâm. Quyết không chịu kiếp luân trầm dầu sao cũng quyết lối âm giữa kề. Đã rõ biết sự mê là khổ nên phải lo giác ngộ chân tâm. Lấp bằng các hố sai lầm để cho kẻ mến người tầm học theo.
chớ để già ôm đeo việc ác khiến mọi người bài bác khinh khi. Gia danh hiện chẳng còn gì, chết rồi hồn chịu lắm khi đọa đài. Đầu thai cõi trần ai đau khổ, chịu ngu khờ ở chỗ cơ nguy. Từ sanh cho đến chết đi, không ngày nào được hưởng gì sướng vui. Sống trong cảnh nặc mùi thảm khổ, khiến lắm người phúng nhổ gốm ghê. Chúng sanh vì quá còn mê, chỉ lo hiện tại quên bề vị lai. Nay sung sướng ngày mai khổ nào, mối oan khiến nghiệp bao không lầm. Một giây phải trả thiên trăm, cũng là tự đắc cho rằng khôn ngoan. Phật trông rõ mọi đàn chân già, rất xót thương lòng giả người mây. Làm hung tuy hiện vinh quê, nhưng sau này chịu trăm bề gian lao. Sự khổ nhục khác nào dòi tựa, ăn bám đồ kẻ mưa người chê. Càng nhìn vào cõi trần mê, lòng càng quặn thắt không hề thấy vui. Bởi thương chúng đang vùi bụi cát, lòng từ bi rào rạc lo âu. Cho nên mới dùng phép màu gọi con về, có dạy câu tu hành. Chỉ cho biết ngọn ngành thời sự, lành ra sao còn dữ ra sao. Cho con hiểu rõ âm hao, để khi thức giấc kêu gào chúng sanh. Nếu trễ ắt tan tành tất cả, cơ biến thiên sự đã định rồi. Chỉ trong một phút một hồi, năm châu nhân loại thân ngồi không yên. Ráng niệm Phật ráng hiền tâm tình, ngày hai thời cuối kính bốn phương. Đến chừng có đại hòa ương, sẽ nhờ từ lực khỏi đường thiết tha. Phật chẳng nói sai hoa khá liều, liều cho thân khỏi chịu lao lung. Đừng chờ đến tiếng nổ đùng pháo kia ra xác còn dùng được đâu. Sao rốt hết trong bầu thế giới, có thứ ma tên gọi thọ khâu. Ở trong quả đất từ lâu, chừng ni nó mới bắt đầu thêm quay. Nó có khép biến loài biến vật, nghi tánh thường hay đô tật khắp người. Gặp ai trẻ đẹp tốt tươi, nó làm xấu xí ra người già nua. Gặp kẻ mạnh nó đùa cho yêu, gặp tráng cường bắt chịu ốm đau. Thấy người yêu mến lẫn nhau, nó làm chia rẽ héo xào đôi nơi. Nó khiến gần những người mình chan, nó bắt xa những hạng mình ưa.
Nó làm trái ngược gió mưa, gây nhiều bệnh tật không chừa một ai. Việc sắp thành nó gây cho bài, đang mừng vui nó hãy buồn rầu. Khi người đang muốn sống lâu, nó làm chết yếu để sầu thân nhân. Khiến quan trở làm dân thất lập, tướng hoàng binh chịu nhục suốt đời. Khiến người giàu trở tả tơi, hai người nghèo đến thở hơi cuối cùng. Nó khiến nhớ việc không đáng nhớ, nó xui quên việc khó thể quên. Vật nào có xác có tên, nó làm cho khó vững bền dài lâu. Ai lại chẳng âu sầu vì nó, nó không hề chừa bỏ một ai. Còn mê sắc chất thúi khai, còn lòng mến tục, còn ngày nó theo. Nay nhầm lúc nạn yêu khắp chầu, nó lại càng tăng độ hoành hành. Nó vào trong xác chúng sanh đục mòn, cho đến tan tành ruột gan. Không riêng kẻ thế gian bị nó, đến như loài săn cỏ côn trùng cũng đều bị nó hành hung, làm cho khô heo ngắn ngùng số căng. Nó độc ác vô ngần khó kề, quyết làm cho cõi thế không người. Nó gây lắm cuộc đổi dời, từ nơi thể xác đến nơi tâm hồn. Đời bị nó thêm dồn lắm khổ, chỗ có người có nó vạn lai. Bom hơi súng điện tàu bay, không trừ được nó chỉ oai hại người. Ma này kêu trời ơi đất già, nó có tài biên quá lẻ làng. Quá người để hại thế gian, vào trong tâm chúng xuôi đàn sầu ưu. Người càng dùng xảo mưu trong nó, càng hại thân chớ có thắng qua. Chỉ phương nhất niệm Di Đà niệm, cho đến Phật tái xoa vào đầu. Mùi uế trượt khắp châu thân mất, có hào quang phủ khắp cả mình. Tức là khiến nó hải kinh gian ra, không dám đến rình bên thân. Trừ được nó chắc phần đắc đạo, sẽ thắng luôn tà giáo chư ma. Được vào tấn hội long qua, hết già qua trẻ dũng là nơi đây. Nước đã trải nhiều ngày bẩn đục, cô lóng hoài rốt cuộc cũng trong. Quen lâu thoái xấu mặt lòng, quyết tâm trừ mãi ác sống có ngày. Đã biết rối mau tay gỡ rối, không sớm thì muộn mối cùng xuông. Nghiệp trần giấy tạo luồn tuôn, khéo chừa trả sẽ trọn vuông ngày nào. Trước không tin để sao khó liều, ngày cứ đi khó kéo ngược dòng.
cuộc đời nào khắc phao bông cháy lên chốc lát rồi hồng tắt đi. Cảnh giả tạm có gì đang mên, hãy mau tu kịp đến hội lành. Nay không lánh trước tìm thanh ác, không còn dịp để mình hồi tâm. Phật e chúng xa lầm đường khổ, nên xưa nay dạy dỗ không ngừng. Nào cơ chữa trị bệnh nhân, nào là mượn lấy xác trần giáo khuyên. Kể trên không diệu quyền trong nước, dắt hồn linh trong cuộc mộng du. Có nhiều phương tiện dạy tu hằng hà, không thể đếm tu cho cùng. Vậy con cũng khéo dùng phương tiện để dắt người khỏi bến sông mê. Con nên lo liệu vẹn bề để mà có sớm trở về Kim Sơn. Ta cúi mình xin dâng ý Phật, nguyện ra tay dẫn dắt nhân sanh. Đem lời trong giấc mộng lành để cho người biết ngọn ngành giả chân. Tuy lời nói trong cơn đang ngủ, nhưng chưa đầy ý tứ diệu màu. Nào là rõ việc kim lâu, nào là áo báo sen màu tốt tươi. Nào gậy phép chói ngời ánh sáng, nào gươm linh nhấp nhoáng hào quang. Lại thêm có bát nhã thuyền, có cành lao phép quá gian rất màu. Còn lại có những câu mật chú, trừ loạn tâm trừ thu ác hung. Niệm câu đại lực thần cung, bắn ra tất hiện muôn trùng tên bay. Mỗi mũi mỗi gấm loài ác thú, tuy dạng đơn có đủ hiệu năng. Trăm lần trăm trung chắc rằng lời vàng của Phật dạy rắn không lầm. Con nguyện để vào tâm không sót, quyết kể ra cho nốt người nghe. Nếu tin thì lánh đường mê, không tin cũng mặc không hề giận ai. Nguyện đem một kiếp này đổ thế, dù tan xương chẳng nể chi thân. Miễn làm cho khắp chúng dân biết theo nẻo chánh lãnh thân đường tà. Phật dùng lấy đóa hoa màu nhiệm, chuyển hồn con và đêm lấy danh. Ơn này chất mây muôn thành, đền cho vãng kiếp lai sanh không rồi. Phật liền tái xóa nơi tụ đảnh, bảo rằng con chớ tánh phàm phu. Chữ ân của hạng sĩ phụ lấy câu nghĩa cả để âu đáp đền. Nếu con giúp cho nên chánh đạo, thì ân này sẽ báo đền xong. Có chi đến phải bận lòng, như người dương thấy rau rong bên ngoài. Đời sắp rút nay mai không đợi,
con mau lo kêu gọi chúng sanh. Phúc qua là phúc tan tành, việc nay lòng chớ để dành ngày sau. Khi con đến kêu gào ba tanh, gặp trong gai là cảnh rất thường. Lòng nên đầy đủ can cường, đừng lui trước cảnh tai ương. Phúc nào con mạnh tiên giúp vào người tiên, khéo làm cho sớm hiển đạo màu. Bất kỳ con đến nơi đâu, luôn trong tầm mắt Phật thấu biết liền. Độ sanh chung khắp miền thế giới, chớ không riêng một khối một nơi. Tùy cơ dầu phải xa vời, đừng buồn trong lúc ly nơi quê nhà. Đi theo chữ Ma Ha Bát Nhã, thân đó đây dày dạ chớ nào. Mãn người quý giá giường bao, thân mình chớ quản ra vào trong gai. Gặp lúc phải thân trai qua gai, cũng nhiều khi giả dại quá trung. Đủ phương ưng biến chiều luồng, để mà thức được người đương sai lầm. Chớ ngại tiếng thì thầm chế nhào, miệng khai thông cửa đạo đó đây. Cơ nguy sắp đến cận ngày, vì con cần phải ra tay giúp người. Phật phương tiện dùng nơi bi pháp, gọi hồn con trong lúc đang say. Chỉ rành sự thế này may, cho con biết để gọi ngay người đời. Tu cho kịp cơ trời biến đổi, một đời tu được rồi muôn thu. Bây giờ nếu chẳng chịu tu sao, dầu hối tiếc sự âu muộn màng. Phật liền phóng hào quang chói rực, tay cầm lên một bát nước hoa. Vừa cười vừa xối vào ta, ta liền cúi lại tiếng gà vừa nghe. Mắt liền mở không dè nằm mộng, mùi hương còn dư đậm thơm tho. Những lời Phật đã dạy cho, như ra không sót và lo vô cùng. Và từ ấy khắp vùng đây đó, thường đến lui cạn tỏ đảo màu. Nắng mưa nào quản chi đâu, hao hơi tổn sức chẳng câu than phiền. Thế lời Phật cứ khuyên tu mày, miễn cho người hối cải là hơn. Nay vì chưa được thuận cơn, nên ta phải tạm tách chân nước ngoài. Giữa đường bỗng chia tay đôi ngà, ngày như đêm lòng giá sống sang. Nhưng đâu là cũng thế gian, việc tu có thể búa tràn khắp nơi. Không riêng độ một người một chỗ, mà vẫn lo giác ngộ bốn phương. Chống lo đạo mở rộng đường, khắp người thế giới biết nương Phật đài. Ước quê nhà gái trai lớn nhỏ, việc
tu hành chớ có lãng sao. Tuy rằng xa cách mặt nhau, nhưng lòng đừng một phút nào chia ly. E việc thế còn nghĩ chưa rõ, cho nên ta đem tỏ chuyện này. Trẻ già nhớ đọc nơi đây, sẽ tưởng mỗi cuộc chuyện xoay thế nào. Khi biết được rồi mau tu tình, đừng kể chi hoàn cảnh lâu mau. Tâm hồn khuya sớm chùi lao, cố làm sạch các điều nào bận nhớ. Dạng bôn cung chớ ngỡ giả độc, 18 điều rằng là gốc khá dình. Mỗi câu mỗi giống như in, lấy 10 dữ đổi 10 lành ngày đêm. Sự tu tiên càng thêm chớ bớt, biết thương nhau chia sớt ngọt bùi. Dù đời có lắm ngược xuôi, khuyên nam nữ cũng cứ vui tu hành. Ráng chịu khó mới thành được việc, đem thân phàm đối kiếp thánh tiên. Nên xin phát một lòng nguyện, quyết tu hành đến khi thiền mới thôi. Hiện xác ta đang ngồi đất khách, tâm hồn không xa cách quê nhà. Những người kính mộ Phật gia, lúc nào cũng có hồn ta đứng gần. Người trong sạch ta mừng không ngớt, khi nhuốc nhớ ta rất lo buồn. Mong người uống nước nhớ nguồn, bốn ân kha đáp cho vuông phận mình. Bớt xa xí để dành tiền bạc, giúp cho người đói khát cần lao. Tiếng thơm và để phước sau, cho con cháu hưởng cho cao hồn mình. Đừng ích kỷ chớ tình khe khắc, gặp tai nạn của mất không ơn. Biết xài tiền đúng nghĩa nhân, ấy là người biết sống cơn ly loạn. Bao nhiêu việc tham gian vô ly, chẳng ai ưa nên trị lấy thân. Giữa người đồng đạo xa gần, thư nhau khi lỗi nhắc chừng khi mê. Đã lắm việc dũng về vô lối, do người mưu riêng lợi gây ra. Khiến cho miệng thế gần xa, đầy lời kêu ngạo há là không nghe. Việc chi cũng phải dè dặt kỳ, để tránh điều nhục sĩ tông môn. Thiệt tu quy luật phải tôn, giả giờ khi ló đuôi chồn khó coi. Ngày tháng lẻ như thoi như dệt, chẳng bao lâu kế chết đến nơi. Răng treo gương tốt để đời, chớ lưu tiên xấu cho người cười chê. Sát hại ngoại hồn quê nước tổ, lòng không quên tưởng nhớ trẻ già. Khi nghe việc quấy xảy ra, quên ăn quên ngủ lòng ta như dần.
nay thế sự đã gần bên vách, thân ta còn ở cách phương xa. Nghĩ rằng không thể giận và kết lời Phật giải viết ra quyển này, để thay mặt cho đây về trước gặp đồng môn trong nước xa gần. Nhớ cầm lên đọc nhiều lần nghĩa sâu càng kha tách phân kỹ càng, việc đạo lý nên toan liệu gấp. Ngày lẫn đêm tu tập cho cần, bao nhiêu nghiệp vướng vào thân nhất tâm quyết rửa một lần cho tiêu. Ta còn quên một điều Phật dạy, nếu có người trai gái cõi trần, trước khi đổi vật đổi nhân, chỉ trong một phút không cần chi lâu, ngồi hoặc đứng cách nào cũng đành, chắp tay và ngó thẳng phương Tây. Lòng không mong việc đó đây, A-di-đà Phật niệm rài một câu, thì cũng được nạn sầu thoát khổ, nhờ hào quang Phật rọi vào thân. Tiêu ma tiêu các chướng trần khác, nào có úa lửa phần cháy qua. Chỉ một niệm cũng là khỏi nàng, huống chi là niệm đặng dài lâu. Dù cho muôn thảm ngàn sầu, cũng tan mất cả như bầu không trung. Khuyên đồng đạo đôi khắp vùng đây đó, khá ghi lòng chớ có bỏ qua. Nhớ câu nhất cứu Di Đà bất lão đàn, chỉ đau mà Tây Phương. Giả lại án âm dương ở thay đổi, trận cuồng phong sẽ thổi nay mai. Ngờ nếu không chưa đứt sâu dày, khó qua đại nạn trong ngày biến thiên. Thanh sĩ một lời khuyên cùng cuối: mẹ đây con còn nhiều khổ nạn, việc tới lành dự toán sao ra. Đôi với ai cùng lấy hiền hòa, hợp đạo lý cũng là phòng hầu. Mẹ đây con hành con đã thấu, lúc thuận thì cầu cầu ông. Thoáng một khi có việc trái lầm, mày kêu tên tộc chửi không ngại miệng. Mẹ đây con bình thời lặng tiếng, hữu sự thì kiếm chuyện khó khăn. Người đời nay lòng biết mấy ngăn, phải dè dặt cách ăn thoái ở. Mẹ đây con hùm béo không sợ, sợ thế gian kẻ ở hay lòng. Khi vì tiền vì muốn lập công, tình thân mấy họ không hề tương. Mẹ đây con lo thân sung sướng, nỡ làm cho người vướng nạn tay. Sự có thường trong cuộc đời nay, mẹ càng ngắm càng cay đôi mắt.
Mẹ đây con khi thời thế đất nở nở xuống tay làm ngặt cô thân. Cũng đang nhiều trên khắp cõi trần thương hại kẻ tay chân hụt hạt. Mẹ đây con tiếc cho kẻ ác xài qua hơn số phước đã dành. Trong nhất thời mất cả liệt oanh thần ấy khác nào nhành lìa coi. Mẹ đấy con đoàn cân phước tội trên hai vai của mỗi người đời. Rất công bằng lắm ớ con ơi, rằng không có là người lầm đây. Mẹ đây con cũng vì lẽ ấy, mẹ muốn cho cả thải nhân sanh hãy bình tâm chọn lấy điều lành, sang trọng thế rách tanh cùng thế. Mẹ đây con biết chừa biết để, cùng Phật tiên đồng bể khác đâu. Lấy từ bi hai chữ làm đầu, nghiệp quan khỏi và đau khổ kiếp. Mẹ đấy con chúng sanh bị nghiệp lôi kéo vào trong kiếp phù sanh. Nghiệp ấy là việc tạo bất lành bằng ý tưởng hoặc bằng hành động. Mẹ đấy con giống gieo lên mầm, mạnh thì mau yêu rẫm hơi lâu, hưởng đương đời hoặc đến đời sau đều do nghiệp cạn sâu ra đây. Mẹ đấy con thử mau ăn trái, thử đợi lâu mới nảy bông ra. Giống nghiệp kia cũng thế ấy là, dơ cho chốn bao la không mắt. Mẹ đấy con trâu không ai dắt, mà tự nhiên nó biết về chuồng, bởi mỗi ngày đi lại thường luôn. Nên nó đã thuộc quen đường xa. Mẹ đây con thấy đâu còn là nghiệp mây là do cả thói quen. Quen thấp hèn sanh chôn thấp hèn, là đường Phật khó lên cõi Phật. Mẹ đây con say mê vật chất, phải đi theo đường đất thế gian. Lòng không ưa mến cõi niết bàn, thì đâu hướng chân sang đường Phật. Mẹ đây con đây là tóm tắt, nghiệp lực hay dẫn dắt thế nào. Vậy con ơi ráng liệu làm sao, đừng bị nghiệp trần lao lôi cuốn. Mẹ đấy con lừa cho phải luôn, thân không như rau muôn ơi con. Ráng tìm cho ra lối thương còn, lầm một kiếp khổ luôn nhiều kiếp. Mẹ đây con thân nên uổng tiếc, chớ ném vào những kẹt hôi tanh. Nên hy sinh vào chỗ cao thanh, cho nhân loại hoặc nền trung hiếu.
mẹ đấy con tiếc thân phải điều, chớ cho lòng bận biểu nơi thân. Ô bế thoàng dùng để làm chân, không có nghĩa quanh quần theo nó. Mẹ đấy con thân khi cần bỏ thì bỏ ngay chẳng có dẫn vàng. Nói theo gương Đức Phật Thích Ca mà đồng chỉ tất là đúng đạo. Mẹ đây con thân là quý báu, thân cũng là như thảo như rơm. Khi quý thì quý chẳng gì hơn, lúc rẻ phải rẻ không chỗ sanh. Mẹ đây con đạo thì cố hành, hạnh là hành của tánh từ bi. Lợi cho đời bất luận những gì, sẵn sàng để thi vi không tiếc. Mẹ đấy con đặt trên các việc một trí thần suy xét kỹ càng, sẽ tránh mình khỏi những nghiệp oan, việc không đến dở dang hối hận. Mẹ đây con biết làm bổn phận, không Phật tiên cũng đứng dễ thần, ở phần nào xử vén lấy phần. Đời đạo cứ thế không bãi hoài, mẹ đấy con lợi và điều hay cho linh hồn và cái xác thân. Hiện tại hay là vị lai phần, biết làm đúng biết ngân cho đúng. Mẹ đấy con điều này đem dùng, mới cho mình và cho chúng khắp nơi, cứu riêng thân và cứu người đời. Sống thảo thuận thác ngồi sen bao, mẹ đấy con vì sao hành đạo? Vì muốn cho dứt nẻo luân hồi, nên mọi điều tối lỗi đành thôi. Làm phước thiện trao dồi trí huệ, mẹ đấy con điều này không kể. Ba tạng kinh dù để nắm lòng, mày cũng chẳng hề đắc quả thành công, chỉ đếm bạc của ông đại phu. Mẹ đây con tâm luôn tự chủ, ngoại cảnh không quyến rũ được lòng, thường được như một tấm gương trong, soi các vật mà không nhiễm vật. Mẹ đây con chủ tâm khi mất, nghĩ khác nào như trong nước không vua. Sự loạn ly nổi cả bốn mùa, cảnh rối khổ bao giờ cho hết. Mẹ đấy con câu rằng cái nết, dù cho đem đánh chết không chừa. Chuyện xấu xa hãy ráng ngăn ngừa, quen rồi khó làm cho quên được. Mẹ đây con cần quan sát trước, rồi thi hành sao ắt không lầm. Thế nên đừng quên chủ lấy tâm, được vậy sẽ ắt làm nên đầu. Mẹ đây con nhà Phật giáo, phải gìn câu hòa hảo lẫn nhau,
đuốc từ bi đâu cũng rọi vào dắt những kẻ đang lao trong tôi. Mẹ đấy con với răng là cội lìa cõi rồi bóng trái không sanh. Nếu luật nghi lầm biết chặt dinh thì tất sẽ được đắc thành vĩ hòa. Mẹ đấy con nhớ câu hỷ xà nên thứ tha chứ già câu mau. Càng ghét nhau càng chuốc thảm sầu, chỉ có hại nào đâu có lời. Mẹ đấy con khá suy nghĩ tới mang phàm thân ai khỏi vết tì. Kẻ lỗi lầm biết hối cải đi, người ấy đáng nên ghi người tốt. Mẹ đấy con cuộc đời sắp rốt, đạo hạnh cần vua gọt cho thường. Đừng nài chỉ những lúc nắng sương, sẽ kịp đến ngày trương bản ngọc. Mẹ đây con gần ngày thi lọc, sớm khuya nên đạo học cho xin. Ráng làm cho đẹp mặt tổ tiên, tên tuổi được nêu trên thư án. Mẹ đấy con việc trong chớp nhoáng, như màu rơi vào chén nước trong. Tục quá tiên nuôi quá ra sông, con gà hiến giữa trầm vàng trăng. Mẹ đấy con đảo màu miếng đằng, ai lời cài tiếng đắng mặt ai. Chữ tu hành cứ vẫn miệt mài, sống phận tớ lòng thầy cũng hà. Mẹ đây con gặp khi tai họa, hãy cho như viên đá mài dao. Mài có nhiều kim sẽ nên mau, lòng chẳng một mái nào buồn ba. Mẹ đấy con muốn cao đạo hòa, thân phải vui chịu cả khó khăn. Khó sống tâm thì phải làm bằng, khó nhớ lúc khổ nàng đưa lại. Mẹ đây con khổ hơn hết thầy, ý tưởng luôn thay mấy không ngừng. Nó tưởng điều nhờ sâu nhiều hơn, chỗ nào nó cũng từng leo tới. Mẹ đấy con thần tiên cảnh giới, ý tưởng này chưa gọi toàn trừ. Có lần vì do sự tương tư, trong nháy mắt ra người phàm tục. Mẹ đấy con khuây lên một phút, hồ mây trong cũng đục lại liền. Trong lòng khi khởi sự đau điên, bao nhiêu trí huệ liền mất hết. Mẹ đấy con gương trong đêm phết, chẳng còn soi thấy mặt phải không. Khi tham sân ái cảm động lòng, trở tâm tôi hết thông dân già. Mẹ đây con hiểu rành đau cả, sợ vọng tâm hơn sợ tu đài. Tụ đài làm khổ một kiếp nay, vọng tâm khổ sau này muôn kiếp.
Mẹ đấy con gió luôn liên tiếp, ngọn đèn không dễ đốt phải chăng? Dòng tâm trần cứ mãi sung săn, trí huệ khó khai thông cho được. Mẹ đây con chỉ nhìn vào nước, mà tự nhiên thấy được ánh trăng. Ấy là do mặt nước phẳng bằng, nên nó có sức năng hiện vật. Mẹ đấy con người trong cửa Phật, phải lấy đây để thực hành theo. Sáu căn không bị sáu trần đeo, sáu thông sẽ về theo tức khắc. Mẹ đây con ngọc vùi trong đất, khiến trở nên màu sắc lu mờ. Hãy moi ra rửa lớp bùn nhơ, sắc ngọc vẫn sáng như xưa vậy. Mẹ đấy con cái viên ngọc ấy, bụi cát bao bọc lấy bề ngoài, chợ bên trong xưa cũng như nay vẫn trong sáng không sai không khác. Mẹ đấy con lau xong bụi cát, ngọc sẽ ra sắc ngọc tự nhiên. Khi dứt rồi các mối nghiệp duyên, tâm ấy vẫn hoàn nguyên sáng suốt. Mẹ đấy con rửa dơ mượn nước, ngăn lỗi thì nhờ được giới nghi. Giới nghi lòng không phúc nào ly, đạo quả đắc có chi là khó. Mẹ đây con giới nghi nếu bỏ, như ngựa mà không có dây cương, làm sao dùng khi lạc bước đường. Tội lỗi sẽ vấn vương rất dễ. Mẹ đấy con sống trong cõi thế, mọi việc chi cũng dễ nhiễm ô. Phải xét thân mộng quyền hư vô, để thắng phục lòng ưa dục lạc. Mẹ đây con đời vì tạm xác, mà tạo ra tội ác phải không? Tạm xác khi hiểu dáng nơi lòng, tội ác cũng sẽ không nảy nở. Mẹ đấy con muốn thân béo bờ, muốn tình yêu muốn có tiền tài, muốn gì danh chẳng kém thua ai. Thành ra lắm người gây nên tội. Mẹ đấy con thoáng qua thấy lời, nhìn kỹ thì có hại phi thường. Chỉ làm cho thỏa kiếp hiện đương, bao nhiêu kiếp sau cam khổ bao. Mẹ đấy con cố tâm hành đạo, nên chẳng thân quyển áo mà tu. Vì cuộc đời như cảnh lao tù, ngày đêm vẫn lo câu giải thoát. Mẹ đấy con biết ngoài quả đất có cõi tên cực lạc Tây Phương. Thân người bằng sen nực mùi hương, không bệnh lão không đường sanh tử. Mẹ đây con cõi kia đủ thứ, muốn vật chi đều có đến ngay. Cõi trần không thể sanh cảnh này, quyết tu để sang ngay cõi ấy.
Mẹ đấy con khi qua bên ấy, nhìn lại đời sẽ thấy rùng mình. Ở trong thân của mỗi chúng sanh đầy dòi tựa hôi tanh khó kề. Mẹ đấy con đã là như thế, còn tranh nhau đủ kế đủ phương. Tánh xấu xa không thước cái đo lường, rốt rồi cũng thịt xương tan rã. Mẹ đây con không ai thông thà, ai cũng luôn có giả lo âu. Được hay thua đều chẳng sướng đâu, mà ai cũng lo cầu thanh thôi. Mẹ đấy con thấy đời giả dối, buồn rồi thương đến đổi rơi châu. Ước rằng ai cũng biết quẩy đầu, để cùng hưởng được câu an lạc. Mẹ đấy con ai người được giác, nên đứng ra dìu dắt kẻ mê. Đồng tâm nhau đường thiện trở về, cho một kiếp sống tài nghiệp bao. Mẹ đấy con cùng nhau biết đầu, ai cùng đều ngây thảo một lòng. Nước Thái Bình dân sẽ thông dông, cõi tục trở nên bồng lai cành. Mẹ đấy con không nhân ngã tánh, lòng tham sân sẽ chẳng nơi sanh. Tham sân không không cuộc tranh giành, được vậy sẽ hòa bình vĩnh viễn. Mẹ đây con tóm ngăn câu chuyện, thế giới này sắp đến đổi dời. Qua sau cơn nước lửa đầy trời, người sống sót là người hiền đức. Mẹ đây con gắng công chi sức, lo tu cho qua cuộc bể dâu. Để xem thần tiên trổ phép màu, lập đời mới khắp đâu cũng mới. Mẹ đây con không phao mà nổi, không cánh mà bay tới xa gần. Ấy là người đại thế giới tân, ai cũng vẫn hiền nhân thông thái. Mẹ đấy con ráng mà làm phải, để thần tiên hỏi lại bên mình. Trước là trừ được nạn ôn binh, sao khỏi các cực hình thế thảm. Mẹ đấy con lòng càng nhua nhám, càng cho thân dễ bám trong gai. Chừng qua sầu nam bắc đông tây, khổ ách đến dậy đầy khó trốn. Mẹ đây con phước nhân căn bồn, khi tai nạn nên trốn vào đây. Của tiền đừng bả việc xí xài, nên làm phước dành ngày mai hầu. Mẹ đấy con việc tu được thấu, phước không trao quệ đạo không dồi. Khác nào người ôm giữ cái nồi, gạo thóc chẳng nước nôi cũng chẳng. Mẹ đấy con nồi không ăn đằng, biết không làm việc chẳng hề nên. Tuổi già gần việc thác kế bên, hãy liệu gấp chớ nên bế trề. Mẹ đấy con ơi chớ nề, ráng
chiếu loan hầu để cứu dân, cứu được người dù phải mất thân. Cũng vui vẻ lòng đừng ngần ngại, mẹ đây con đem thân tạm hoài, đưa linh hồn mà đến cõi niết bàn, ấy là chân hạnh phúc vinh quang. Nên sốc sẵn chớ toan lười là, mẹ đây con thân mình chẳng xa, quý trọng thân tất cả người đời. Tâm hồn này dễ có mấy người, kẻ có được đất trời cũng này. Mẹ đây con từng lập thề, cứu chúng sanh khỏi bể luân trầm. Thân dù cho tan nát dập bầm, cũng hoan hỷ không tâm phiền nào. Mẹ đấy con chẳng từ bi đầu, đâu thương người khổ não trong đời. Biết thương người mới cứu giúp người, hy sinh cả cuộc đời chẳng tiếc. Mẹ đấy con tâm hồn siêu việt, con đem giao khắp hết mọi nơi, để cho người chưa tin mong đời có dịp cải sửa nơi hèn ua. Mẹ đấy con lời lành rộng bùa, cho đạo luôn nơi cửa chất người. Ý nguyện con thỏa mãn tốt tươi, Phật cũng được phỉ hồi mong ước. Mẹ đấy con cửa thiền sao trước, danh người là thấy cuộc khổ nhiều. Kẻ từ tâm phải rạng réo kêu, cho lão biết điều đạo đức. Mẹ đấy con những người đã thức, con ráng khuyên họ được thức luôn. Dù khổ lao dù lắm cảnh buồn, cũng ráng nhận cho tròn đạo cả. Mẹ đấy con kẻ chưa hôi quá, họ khác nào như cá ăn câu. Chẳng nhả ra sẽ mắc khỏi đâu, khá khuyên họ hồi đầu hướng thiền. Mẹ đấy con trẻ chơi mê diện, con cho rằng nguy hiểm hay chăng? Với kẻ ưa tin việc ác gian, sẽ không tránh khỏi đàn khổ bao. Mẹ đấy con nếu không cơm cháu, xác thân không thể bảo sanh tồn. Còn không lòng hướng thiện quy chân, linh hồn tránh khỏi cơn đoài đoa. Mẹ đấy con một lần sanh qua, dễ chuyển luân đến cả muôn lần. Phải ráng tu ngay cái hiện thân, để sao khỏi hẳn phần sanh tử. Mẹ đấy con càng làm hung dữ, càng chịu thêm đa sự nghiệp oan. Nở hồng trần lắm mối buộc ràng, không thể tránh khỏi đàn luân chuyển. Mẹ đấy con hay làm việc thiện, không ai thù ai oán đến mình, và chẳng cùng ai mắc tội tình. Tất nhiên được hồn linh thông thà, mẹ đấy con sanh trần hạ, muôn người không một kẻ thanh nhàn.
chỉ sống trong có một thời gian mà phải liệu trăm ban vạn sự. Mẹ đấy con bởi nhiều nghiệp dữ nên thường mang hung sự nhiều hơn. Không người nào được vẹn toàn thân, suy nghĩ kỹ phải chăng là khổ. Mẹ đấy con ngồi bên tịnh độ, thấy chúng sanh lớn nhỏ trong đời chịu khổ lao không phúc nào ngơi. Lòng của mẹ vô hồi đau xót, mẹ đấy con không ai thoát lọt. Lo miếng ăn tâm mặt cho thân, phủ vào nào bè bán ái ân, ngày nào cũng quay quần theo đó. Mẹ đấy con miếng ăn không có, bụng trở nên đói khó vô chừng. Tấm mặt không đủ đắp che thân, thấy lạnh lẽo không dằn run rầy. Mẹ đây con lòng luôn thay mày, hết muốn này kế lại muốn kia. Dù những điều khó được trăm bề, lòng vẫn muốn không hề ngừng nghỉ. Mẹ đấy con mưu thần trước quỷ, lo sao thành như ý đã mong. Tội bao nhiêu cũng thị bằng không, độc ác khác nào trong tẩm thuốc. Mẹ đấy con thân mưu lắm cuộc, mà cũng không sống được lâu dài. Chỉ làm cho thêm kiếp bào thai, lên cõi tám chịu ngày khổ nào. Mẹ đấy con xét suy chu đau, tất chán điều gian xảo phần nhiều. Vì nó không khiến kẻ thân yêu, còn số kiếp trôi theo bể khổ. Mẹ đấy con hãy mau tỉnh ngộ, lánh đường ta tìm ngõ chánh chân. Sớm chiều lo làm việc phước nhân, đừng chiều cái tâm trần dốt dầm. Mẹ đấy con cuộc đời đã mong, nên mượn ngay kiếp sống hiện thời, để giúp người ở khắp mọi nơi, những lợi ích khi người thiếu thốn. Mẹ đấy con lấy thân làm vốn, để gây nhiều công lớn đức dày. Nên nguyện tu ngay một kiếp này, cho được đến Phật đài mới thỏa. Mẹ đấy con dù cho nhồi qua, tự nhủ lòng chớ giả núng nao. Càng khổ nhiều đau hạnh càng cao, nên lấy đó làm câu an ủi. Mẹ đấy con lời kia không dối, không gian lao khó nổi công thành. Chẳng cho chân đạp sỏi dài sành, Tây phương khó đưa mình đến chốn. Mẹ đấy con mỗi khi nguy khôn, mà vẫn vui không đúng tim gan. Là mỗi lần lên một nấc thang, càng chịu được là càng cao được. Mẹ đấy con thoải quen khi trước, nay bỏ đi là việc khó khăn. Bỏ
được là mới thiệt chân tăng, linh hồn được siêu thăng do đây. Mẹ đấy con ráng mà nhẫn nại, buồn này qua rồi lại đến vui, chớ bận lòng đến cảnh ngược xuôi. Hạ buồm giữa biển khơi rất ồn, mẹ đấy con mây bay nước cuốn, chớ nó đâu hề đứng một nơi, hết khổ lao rồi đến thảnh thơi. Lời mẹ dạy con ơi nên nhớ, mẹ đấy con gỡ cho xong nợ. Qua kiếp này về ở lạc bang, cùng các chư Bồ Tát đồng hàng, không bệnh lão qua không đàn sanh tử. Mẹ đây con chính từng ngôi thứ, toàn hoa sen có đủ sắc màu, cảnh an vui không sự khổ lao. Ráng tu niệm để mau qua đó, mẹ đấy con nói xa khó rò. Biết gần đây nên tỏ con hay, coi ta bà chừng đến sau này, trở lại cảnh bồng lai chẳng khác. Mẹ đấy con những người sắp thác, tự biết liền mang xác vào rừng, ngồi dưới cây rồi tự bỏ thân, đất liền nứt tự chôn lấy xác. Mẹ đấy con tiếc trời luôn mát, người lớn cao gương mặt tốt tươi, hiền lành và luôn nét vui cười, ai đều cũng đầy lời lễ nghĩa. Mẹ đấy con ráng mà trao trìa, làm sao cho được nhẹ tâm hồn, để sau ngày biến đổi càng khôn, được sống sót hưởng phần thượng ấy. Mẹ đấy con chừng tận thế giới, chẳng bao giờ chim thấy rủ lông, các loại cây la úa cũng không, chẳng hề có mũi mồng chăm chích. Mẹ đấy con các loài răng rít, trong miệng không nọc độc như nay, và không còn những loại cây gai, đâu đâu cũng toàn cây hữu dụng. Mẹ đấy con khắp đâu đâu cùng, nước biển sông như nước ao hồ, vẫn trong không lẫn chút bận nhơ, cá vẫn lội không hề khiếp sợ. Mẹ đây con ngày đêm sáng rỡ, có trời trăng thay đổi luôn luôn, người vui không hề thấy cảnh buồn, ai cũng được thân luôn no ấm. Mẹ đây con lúa kia khỏi rầm, tự mọc lên nơi chốn ruộng đồng, khi chín rồi có gió thổi lòng, tự bay thẳng vào trong kho dừa. Mẹ đấy con nhà không đóng cửa, không lo ai dòm ngó của ai, chẳng một người nào bị thiếu xài, của rơi cũng chẳng ai thèm lườm. Mẹ đấy con lòng gian khi ươm, tự trong thân lửa đượm cháy ra, trong phút giây là tự tiêu ma, vì thế kẻ xấu xa không có. Mẹ đấy con ráng theo hiền ngọ,
để sống cho tới đó mà coi. Hai cũng đều tài phép hẳn hoi, tạo nên một cảnh đời kỳ bi. Mẹ đấy con nhờ câu đạo lý, khỏi tay ương khỏi bị trầm luân, được coi đời màu nhiễm quyền thâm, của tiên Phật lập nên kỳ tơi. Mẹ đấy con sang qua đời mới, mỗi nơi đều có cội long hoa. Dưới cội thường có Đức Phật Đà, vì sanh chúng nói ra pháp bảo. Mẹ đấy con nhiều người đắc đạo, có lục thông tử vào bốn phương. Nơi Phật Đà rộng mở đạo trường, nói nhiều pháp chưa từng nghe đến. Mẹ đấy con đến đây đang mến, càng mến càng đưa đến đau màu. Trải oán không hề bị buộc câu, dầu phải ở bao lâu không chàng. Mẹ đấy con gần ngày phán đoán, khắp nữ nam hãy ráng mà tu, đến ngày kia sẽ được đền bù những cực khổ từ lâu đã chịu. Mẹ đấy con đường trần bấn biểu, rốt cuộc là phải liễu theo trần. Nát linh hồn nát cả xác thân, điều ấy há lầm không biết tiếc. Mẹ đấy con những khi tận diệt, lửa khác hơn lửa thét thương ngài. Không vật nào đương nổi lửa này, vì thế chẳng mấy ai tồn tại. Mẹ đây con nước thường ngày chảy, vật nhẹ thì là nổi phải không? Những ngày kia có cuộc thủy hồng, mà vật nhẹ tớ sợi lông cũng đâm. Mẹ đấy con mùi thiền khi thấm, lửa không thiếu nước chẳng đấm thân. Thường có vị hộ pháp long thần, đứng sẵn ở bên thân che chở. Mẹ đấy con mắt chừng khi mở, lạ nước non lạ cả đất trời. Pháp Phật tiên ngài khéo đổi dời, sự mau lẹ vẫn ngoài tưởng tượng. Mẹ đấy con có vàng muôn lượng, cũng không qua được chốn ấy đâu. Chỉ có lòng biết hướng đảo màu, mới qua được phía cầu bên ấy. Đừng nữa chừng đạo đức rời xa, quá khô héo thì là thống khổ. Mẹ đấy con sự tu vẫn màu, mặc dù là ai có ghét ngứa. Được như vậy không sớm thì trưa, đạo sẽ đắc không hề sai chạy. Mẹ đấy con ráng cầm tay lại, để cho thân qua cái bể sầu. Mặt phong ba nhồi nhẫn đến đâu, vẫn bình tĩnh lo âu viết đào. Mẹ đây con vì câu hòa hào,
mẹ thương con không rau mạch sầu. Nhưng đạo màu là vẫn đau màu, núi to dễ ai đâu sâu ngà. Mẹ đấy con lo đường đảo cả, khác nào như tẩu mã cứu binh. Mẹ hứa rằng đảo sẽ đắc thành, nếu không thế mẹ đành chiếu đòa. Mẹ đấy con từ khi mọc da cho đến ngày hái quả phải lâu, chẳng trì tâm khô đất đau màu, ráng ngừa lũ bò sâu ở trè. Mẹ đây con khá suy cạn lè, những việc nào sắp sẽ làm ra, để tránh điều tà ác xấu xa, bao nhiêu đó cũng là gần đủ. Mẹ đấy con sống sai chết ngủ, thương trần gian không chủ lấy tâm, bị vô minh làm lắm sai lầm, khổ chẳng biết luân trầm thông thâu. Mẹ đấy con đeo mang trần câu, khó đưa thân qua thâu bên kia. Hãy mở ra cho hết nắng này, mới mong được giữa cày Đức Phật. Mẹ đấy con chúng đường mê giấc, việc ấy chưa được biết rõ ràng. Con khéo lời đánh thức thế gian, nên cô dứt nợ oan chớ kết. Mẹ đấy con làm cho người chết, hoặc hai người chịu việc thâm sầu. Ấy nợ oan chứ có tỏa cầu, con ráng nhớ để sau khuyên chung. Mẹ đấy con đời như tim lùng, sớm muộn gì nó cũng tắt đi, rời thì an nếu nhiễm thì nguy. Sự như thế không suy cũng biết, mẹ đấy con nói cho cản việc. Kẻ bất lương như rác trong thùng, mà chỉ đợi ngày đem đổ là cùng. Cũng nên biết để lòng hối cài. Mẹ đây con cái thùng rác ấy, chờ ngày đầy sẽ quải ra sông. Ngày giờ kia phải đến chẳng không, đời này kết cuộc đầm như thế. Mẹ đấy con tốt thì dành để, xấu thì quăng là lẽ xưa nay. Chừng lấp đời cũng giống như vậy, công giải mất thẳng ngay còn lại. Mẹ đây con thiểu chi vật quay, đợi ngày ra giết hại đứa hung. Chết cách này cách khác không cùng, mày nên cải hồi mới mong tránh khỏi. Mẹ đây con bỗng nhiên có khỏi, từ trên không bay tới khắp nơi. Kẻ người giàu thì quỷ cuộc đời, chất độc mây đất trời cũng tham. Mẹ đây con mưa qua một đám, đủ gây nên bệnh hoạn chết người. Số mạng đâu có mây tất hơi, thương ba tanh sống đời khó sống. Mẹ đấy con khác nào trứng mầm,
nhẹ rớt ngay trên đông đá sành, mây lại xanh trong đám bất lành, càng dễ khiến mạng căng thêm ngăn. Mẹ đây con sắc chỉ tuy nặng, nhưng nghiệp mê ba tánh còn hơn, làm chìm sâu dưới đáy bể trần. Từ vô thị đến thân hiện tại, mẹ đấy con vô biên thế giới, không tử sanh không cái đau sầu. Người thường vui chẳng sự buồn rầu, cõi trần tục có đâu sanh kịp. Mẹ đây con đã muôn triệu kiếp, còn nằm trong biển nghiệp mê này, không tìm qua những cõi bền dai, có đáng hổ thẹn hay là chăng? Mẹ đây con cũng còn thể đành, kể từ đây sốc sắng lo tu, sớm với chiều hai buổi công phu, tất nhiên biển khổ sầu quá được. Mẹ đây con thuyền từ chất rước, những người nào lầm được hiền lành. Con ơi nên khuyên khắp chúng sanh, nên sớm bỏ tánh tình hung dữ. Mẹ đấy con muốn thân vô sự, chớ gây điều hung dữ với ai. Đức có nhiều thân được lâu dài, sao thông thả mà nay cũng dừng. Mẹ đấy con thuyền từ không bừng, những kẻ nào còn nắng nghiệp trần sẽ tự rơi chìm đắm mất thân. Việc chi cũng ráng thân tội phước, mẹ đấy con gặp khi cuộn nước, bát nhã thuyền đi rước khắp nơi. Chìm hay không tội phước đỉnh rồi, chẳng hề bỏ một người nào cả. Mẹ đây con khả mau sửa dạng, cho sạch trong như đóa hoa sen. Tuy sống trong xã hội đê hèn, mà không bị ố quen trí nào. Mẹ đây con nhất tâm với đầu, mặc cho ai khảo đạo cách nào, vẫn xem thường lòng chẳng đúng nào. Ngọc càng vua sắc màu càng tốt, mẹ đây con mẹ xin nói rốt. Nhẫn nhục là nòng cốt sự tu, thiêu nó là đạo hạnh mờ lưu. Con nên biết để âu trọn đào. Mẹ đây con nhà Phật giáo, lành hơn người và tháo hơn người. Gặp đắng cay cũng vẫn vui cười, sức bền dẻo không nơi so đò. Mẹ đấy con lành nào không bỏ, phước nào dù rất nhỏ cũng làm. Khó khăn nào cũng nhẫn chịu kham, chân Phật giáo phải làm như thế. Mẹ đấy con vì câu hiếu đệ, đành quên đi thân thế nhọc nhằn. Sớm chiều lo việc Phật Pháp Tăng, cứu cha mẹ siêu thân tịnh độ. Mẹ đấy con vì thương chúng khổ,
chỉ công tu cho tỏ ngộ lòng. Để dắt dìu những kẻ chưa thông, sớm được bước qua sóng mê khổ. Mẹ đây con kẻ yêu quốc thổ, đem lời lành dạy dỗ muôn dân, khiến cho ai cũng biết tu thân, nước không rối lòng dân thành một. Mẹ đây con từ trong não cốt, mơ thương yêu người nên thốt lời lành, quỷ thần nghe cũng phải nể danh. Và công đức lớn không số kể, mẹ đây con trong khi nói kể, loài quỷ ma cũng để tay vào, nếu trong lòng khởi niệm trần lao, sẽ bị chúng phun vào mài mặt. Mẹ đây con lòng son một sắc, nghe tin nói ra cảm khắp mười phương, chỉ một đời lo liệu khói hương, vĩnh kiếp được về nương Phật quốc. Mẹ đây con ngày qua rồi mất, chậm trễ e không kịp tuổi già, lòng nhớ luôn sao chữ Di Đà, không tôn kém được qua cực lạc. Mẹ đây con chung sanh hạ mạc, nếu không lo giải thoát kiếp này, hồn xác tiêu muôn kiếp sau đây, khó mong thấy được ngày khoái lạc. Mẹ đây con sống theo bóng ác, nay còn đây mai thoát lá thường. Chúng sanh nên sớm biết dọn đường, đừng đợi trước diêm vương mới hồi. Mẹ đây con gây cho lắm tội, như bị cầm mà lỗi sông sâu, sẽ đắm chìm khó tránh khỏi đâu, hãy xét kỹ rồi âu chừa đây. Mẹ đây con chưa lầm tội tệ, như chậu hoa nơi rễ có sâu, hãy trừ đi chớ có để lâu, cõi rễ dứt qua xào cây heo. Mẹ đây con một đời lạc nẻo, nỗi khổ lao sẽ kéo muôn đời, mỗi đau màu nay gặp phải nơi, kha nắm chặt chứ rời phút chốc. Mẹ đây con đúng kỳ lửa lọc, con của ai nay bọc đem về, thứ nào theo thứ nấy một bề. Con ơi khá đi về đường chanh, mẹ đây con lọc lửa đủ cành, mượn lửa hồng để đỉnh vàng thao. Thật tu hành đừng nại lâu mau, dễ khó cũng dình câu đạo lý. Mẹ đây con đừng nản chí, dù bỏ thân chứ ý phiền hờn, sẽ có thân sen bao tốt hơn. Chớ đâu có mất luôn mà ngày, mẹ đây con đem manh áo dài, đổi thiên y sao lại không mừng. Vui đem thân ô uế nhục trần, đổi lấy cái chân thân diệu tường. Mẹ đây con thương con vô lượng,
đâu nỡ xô con xuống hầm sâu. Việc đã làm mẹ rõ đuôi đầu, và lời mẹ chẳng sai đâu ở trẻ. Mẹ đây con nói cho cạn lẹ, để cho con coi bẻ tâm nghi. Hăng hải lên lo lắng đau nghì, đường tu được bàn đi đến chốn. Mẹ đây con coi đời chốn rộn, bị lời danh làm hỗn lắm người. Kẻ tu hành ráng giữ tốt tươi, kẻo uổng mấy năm trời đốn cùi. Mẹ đấy con kìa trên chót núi, có con chim đã nổi từ lâu. Đến chừng khi có mau thấm vào, nó vùng hiện lớn lao bay khắp. Mẹ đấy con một lần nó gấp, ngàn muôn người vẫn được như thường. Và mỗi lần canh nó quạt trương, nhà cửa sập phố phường tan nát. Mẹ đây con trên trời chim hát, dưới nước thì có các cá hung. Thương chúng sanh nạn ách khắp cùng, mà chết hết chính sống không tới một. Mẹ đây con thần tiên phải ngốt, thấy người nằm ngang dọc chật đàn. Mạng ngăn như là bọt nước giang, mới sông đó rồi lăn chết đò. Mẹ đây con bát tiền dù có, lúc rối loạn cũng khó bảo thân. Đang chán thay nơi cõi hỏng trần, người cùng sợ nhau hơn sợ cột. Mẹ đây con sống luôn thòi thộp, sống buồn rầu sống sốt ruột gan. Sống trong lòng chẳng ngất khóc than, là cảnh sống thế gian hiện tại. Mẹ đây con sống trong kinh hải, sống khác nào chùm gởi trên cây. Chẳng lo tu cho giải kiếp đại, còn ngồi đó đợi ngày nào nữa. Mẹ đây con Phật ngài mở cửa, nên bước vào trong đó mà xem. Rất an vui suốt cả ngày đêm, việc lo sợ não phiền không có. Mẹ đây con trong tù ngoài ngõ, đâu là vui đâu khổ hỡi con. Cõi trần lao cứ chết lẫn mòn, sao chưa lánh hãy còn ngồi đó. Mẹ đây con muốn ra khỏi ngõ, phước huệ là chìa khóa con ơi. Sớm mở ra sớm được thảnh thơi, đừng chờ sắp tắt hơi mới liều. Mẹ đấy con chúng sanh liễu điều, mến việc này bận biểu việc kia. Khỏi tinh thần mẹ mong phân chia, từ lâu kém số về đạo đức. Mẹ đây con muốn tu có một, muốn viết đời có chục lần hơn. Ấy phần đông của kẻ tay trần, nên sự khổ chưa phần nào giam. Mẹ đây con viết đời thì băm, viết đạo thì chẳng cảm giáo lòng.
đi chân không nhẹ lỗi trên trong, thường sanh chúng quá lòng mê mùi. Mẹ đây con từ đây đến cuối, chẳng bao lâu sẽ tới bên mình, con ráng đem tiếng kể lời kinh, khuyên kẻ kém đức tin đạo lý. Mẹ đây con đợi qua giờ tí, việc đã rồi hết chỉ hết khuyên, giờ này qua giờ khác đến liền, cơ trời chẳng đợi riêng ai cả. Mẹ đấy con tưởng đồng cốc đã, phép yêu ma khéo quá nên người, nay một hai chừng ấy khổ mười, kẻ bảo ác không nơi trốn tranh. Mẹ đấy con đêm không trăng ánh, đâu cũng đều bị cảnh xa mù, tai nghe đầy những tiếng chó tru, bóng người lóp hình đâu không thấy. Mẹ đấy con kẻ xem bóng ấy, nếu như sanh sợ hãi trong lòng, sẽ tiêu hồn lạc phách chẳng không. Hãy bình tĩnh một lòng niệm Phật, mẹ đấy con mặt trời vừa khuất, gió từ đâu thổi tắt ngọn đèn, khi yêu ma lạnh đến rung en, cảnh trần bóng trở nên địa ngục. Mẹ đấy con chỉ trong giây phút, người ra ma ra khúc xương tàn, như củi vào lò cháy ra than. Tiếng Phật khó cứu an kẻ dữ, mẹ đấy con loài người ăn thù, loài thú ăn người sự có ư, cùng có loài quỷ thích máu người, kẻ vô phúc để rơi vào nó. Mẹ đấy con xét suy cho rõ, chúng sanh như cá rõ khác gì, ai muốn ăn thì cứ bắt đi, ăn chẳng thấy thấy nguy trước mắt. Mẹ đấy con ráng tu cho đắc, quyết làm cho thần thức thay sen, xa hẳn đời giả dối thấp hèn, lúc nào cũng bình yên thanh tình. Mẹ đấy con một đời tu chính, sẽ thành công nhất định không sai, giải thoát rồi mới được thành thai. Con ơi ráng dồi mài cho kỳ, mẹ đấy con rơi vòng ma quỷ, như bướm sa vào chỉ nhện văng, lòng muốn ham mỹ cũng ráng dằn, đừng để mất thiện căn ở trẻ. Mẹ đây con từ con xa mẹ, ngót muôn thu khổ đã dường bao, giờ không ly khổ đợi chừng nào, sớm chẳng tính muộn sao liễu kịp. Mẹ đây con có chữ Phật tiếp, sự tu hành dễ đạt đạo màu, qua hội này khó kiếm được đâu, con nếu biết khả âu khuya sớm. Mẹ đấy con phải cho lì lòm, xuống cũng đi gai bơm cũng đi, yêu chặn đường ma quỷ làm nguy, cũng tiên tới chứ khi nào thôi.
mẹ đây con cứ đi một lối, đường bao xa cũng tới chỗ nơi. Được nhất tâm không giả đổi dời, sẽ thành tựu đúng nơi mong ước. Mẹ đây con thấy nghe đổi ngược, nghe trong lòng thấy suốt trong lòng. Đồng tình gì cũng được rõ thông, lòng chẳng chút nào không nghe thầy. Mẹ đấy con khi lòng nghĩ quấy, ráng chừa ngay không đợi làm ra. Luôn gạn lừa sạch những niệm tà, tai mắt chứ lãng qua một phút. Mẹ đấy con như mèo rình chuột, hãy thấy ra liền chập bắt ngay. Trị tà tâm cũng giống thế này, cõi lòng sẽ có ngày thanh tịnh. Mẹ đấy con tự thân nghiêm chỉnh, chớ tha mình trở tánh bất lương. Ác thì trừ, còn thiện thì ương, thân tâm vẫn được thường xem xét. Mẹ đấy con khi mây đã vẹt, tự nhiên xem rõ mặt trăng tròn. Vọng tâm không một mãi nào còn, tức sẽ được thấy chân diệu tánh. Mẹ đây con trong lòng luôn rành, không bận nơi các cảnh trần lao. Sắc cũng không không cũng không nao, được vậy tất nghiệp nào cũng khỏi. Mẹ đây con phải cho cứng cỏi, đừng nghe theo tiếng gọi dục tâm. A-di-đà-phật nhớ niệm thầm, dù đi đứng ngồi nằm không dứt. Mẹ đấy con niệm khi thuần nhất, các vọng tâm tự mất liền khi. Mặt nước hồ trong trẻo phẳng lì, bóng trăng hiện sao chi cũng hiền. Mẹ đấy con ráng mà chuyên luyện, trước khó khăn sao đến dễ dàng. Các niệm sằng tưởng quay liền tan, còn một niệm Phật hằng nghe rõ. Mẹ đấy con sống còn bấn nhỏ, mắt mày kia cũng khó thấy rành. Trong lòng cần phải thật tình thanh, trí huệ mới phát sanh ra được. Mẹ đấy con niệm này khởi trước, các niệm sau lũ lượt nối theo. Lượng trước bò kế lượng sau theo, tâm cứ thế làm sao tỏ ngộ. Mẹ đấy con bị nhiều cám dỗ, ít ai đi đến chỗ cuối cùng. Phần đông thường xa ngã nửa chừng, qua vừa nụ là phân vừa hết. Mẹ đấy con phân không cây chết, mẹ trong giàu rất tiếc vô hồi. Chịu khó đi tí chút nữa thôi, nếu dừng lại nước nôi đâu có. Mẹ đấy con chỉ bao lẽ đó, con ráng suy cho rõ mà hành. Cuộc thế gian như sợi chỉ mạnh, hãy liệu gấp chứ nên chậm trễ. Mẹ đây con chén kia khi bể, dù khéo tay không thể gắn liền.
quả đến rồi niệm Phật sao yên, lùi hơn sự tiến lên là khổ. Mẹ đấy con vắng người trên lầu, trong nhà không kẻ ở điều hiu. Sợ người như gà nó sợ diều, cảnh ấy sẽ còn nhiều chưa hết. Mẹ đấy con nếu là phải chết nên chết cho rạng tiếc con người. Chết vì điều lợi ích cho đời, chết ấy sẽ sống hoài ở trẻ. Mẹ đấy con nhìn nơi mẹ, chết mất hay là kẻ sống còn. Hiện mẹ đây đủ cả xác hồn, đã gọi tử mà tồn là thế. Mẹ đây con xác thân của mẹ, bằng hoa sen làm thế đấy ư? Vẫn thường còn không hoại không hư, không bệnh tử như người phàm tục. Mẹ đấy con sen làm cốt nhục, nên nhẹ nhàng không chút nắng nề, lại cũng không uế trước ủ ê. Lúc nào cũng mùi quê bát ngát, mẹ đấy con dừng mấy một đát. Vẫn chờ ngay được xác thân này, khác hơn thân xác trẻ trần ấy, nặng nề lại thêm đầy dơ dây. Mẹ đấy con quay mặt lại, ngõ phương Tây sẽ thấy rõ ràng. Mọi người đều thân một sắc vàng, thân ấy cũng bằng sen như mẹ. Mẹ đây con người đều vui vẻ, không một ai là kẻ buôn rầu. Trên mình đeo đầy hộp bửu châu, sáng đẹp mắt trời đâu sánh kịp. Mẹ đây con ráng tu kiếp kiếp, ngày gần đây Phật tiếp đưa về, sẽ được thân bằng đóa liên quê, cũng như mẹ khỏi bề sanh tử. Mẹ đấy con chơi làm hung dữ, chuyên một lòng lo sự hiền lành. Niệm Di Đà tướng niệm vãng sanh, cứ như thế mà hành thì được. Mẹ đấy con bước đi tới trước, tuy không xa nhưng phúc trong gai. Dù sao sao con cũng chớ này, chừng lên đến Phật Đại Bồ Lai. Mẹ đây con thương con khờ dại, bị vô minh bẻ lái từ lâu. Mê những điều chẳng đáng chi đâu, mà chịu khổ chịu sâu tràn ngập. Mẹ đây con bước qua lâm dấp, giờ tỉnh ra mới khiếp giường bao. Mạng sống như cánh cổ kề dao, xưa đã thế nay nào khác thế. Mẹ đấy con đừng nên chậm trễ, biết rồi hành kẻo để muộn màng. Thân kia như hoa nở rồi tàn, chớ đợi lúc vào quan mới hồi. Mẹ đấy con ngày giờ đi tới, chớ nó đâu có thổi bước nào. Đừng quẩn chân theo việc trần lao, hãy tu niệm cho mau giải ách. Mẹ đấy con thường ban đủ cách, ni thoảng như không siêu Phật siêu thần.
cũng làm người ở cõi thượng quân, muôn năm được hưởng thân an lạc. Mẹ đây con ở nơi lầu cát, đâu bằng nơi giải thoát khổ nạn. Thế nên cần vào cõi niết bàn, chớ màng cõi thế gian hữu hàng. Mẹ đây con vua lành tôi sáng, như là cõi đời ở đoạn kế đây. Nước thái bình dân được thành thay, tốt đẹp sanh hơn ngày nghiêu thuần. Mẹ đây con đầu chưa đặng chứng, sang đời này tinh tấn tu thêm, thì nấc thang đạo quả dễ lên. Ở con chớ nên quên điều ấy. Mẹ đây con nhưng lòng mẹ đây, muốn sao cho đương tại thân này. Tu hành cho công đức đủ đầy, sớm được có đi ngay về Phật. Mẹ đây con mang phàm xác chất, nặng nề và chất ngất ưu sầu. Mây thì nhiều ngộ ít ai đâu, cả khi bị mắc câu khó gỡ. Mẹ đây con đời không nên rớ, bởi nó còn hơn mỡ hơn keo. Nếu khinh thường bị nó dính đeo, chừng ấy lắm khiểm nghèo bao phủ. Mẹ đây con ngủ thông có đủ, có nhiều tiếng đã rủ tay trần. Bị lợi danh bị sự ái ân, làm mất cái tinh thần sáng suốt. Mẹ đây con chừng khi gặp cuộc, mới biết rằng nhận được hay không. Lúc bình thường ai cũng tiền ông, nào ai chịu cho mình rằng giờ. Mẹ đây con chỉ trong phút hờ, cũng đủ làm xa ngã được rồi. Quanh mình luôn có nhựa có mồi, thường bị nó cuốn lôi rất dễ. Mẹ đây con ở trong cõi thế, mà sạch trong như thể tuyết sương. Kẻ ấy đâu phải kẻ phàm thường, mà họ chính là đương tái Phật. Mẹ đây con chỉ ăn với mặt, cũng đã làm gây giặc trong lòng. Huống chi còn lắm chuyện bao đồng, nên khó được tâm không vì thế. Mẹ đây con gọi rằng sầu bê, nỗi sầu ưu biết kể sau cùng. Rơi vào đây do nghiệp dữ hung, kiếp rồi tạo hoặc trong nhiều kiếp. Mẹ đây con rơi vào lắm dịp, còn nhảy ra thì ít gặp khi. May mắn nay được gặp thời kỳ, có thuyền Bát Nhã đi rảo khắp. Mẹ đây con bước lên cho gấp, kẻo hút qua khó gặp lần hai. Con lành duyên nay đã đúng ngày, Phật xuống cứu ra ngoài biển khổ. Mẹ đây con hãy mau hối ngộ, thoái đê hèn nên bỏ sông đi. Mọi việc đời đừng nhiễm món chi, theo dõi gót từ bi chớ lạc. Mẹ đây con gió qua một lát,
lá úa vàng hầu hết đều rơi, rơi thì nhiều đậu chẳng mấy người, buồn lòng giá của người quân hà. Mẹ đây con có ai xa ngà, ráng khuyên cho cải quá phận nào. Và trị thân chứ ngã theo sau, cầm rồi nhổ lên nào có trai. Mẹ đây con tự tay cầm lại, đừng để ai đổi sai hướng về. Một phen này bị ngán giữa cây, sau sẽ hết lo bề chìm đâm. Mẹ đây con ngồi mà suy gầm, lần nhớ ra từ đoạn trong đời, những điều thường làm nước mắt rơi, có thể nói là nơi tình ai. Mẹ đây con tình gây cùng dài, trí ra ngu khôn lại ra khờ. Lòng lúc nào cũng rối giường tơ, nhớ tưởng mãi không giờ nào dứt. Mẹ đây con tình gây giận tức, khi bị người cướp giật mất đi. Nỗi lỗi đình còn biết kể gì, chừng ấy tội lỗi chi cũng mặc. Mẹ đấy con tình duyên bị cắt, lòng thì đau nước mắt thì rơi. Miệng không ngừng trách đất than trời, cơm nước bỏ nghỉ ngơi cũng bỏ. Mẹ đây con tình khi vương non, mất tự do như bỏ vào tù. Đi đến đâu vào ở nơi đâu, lòng cứ mãi để vào nơi đó. Mẹ đấy con việc chi cũng bỏ, tâm trí muôn rối bỏ theo tình. Được yêu đương cũng dập bầm mình, bị bác đãi thân hình thiều tùy. Mẹ đây con tình không dễ trì, giữ sao cho khỏi lũy vì tình. Phải sợ hơn sợ lũ yêu tinh, lòng chớ có dễ khinh mà mặc. Mẹ đấy con cho nên chữ sắc, trong sáu trần Phật sắp đứng đầu. Nó có luôn tiếng nói ngọt ngào, có hương vị thêm vào mềm mại. Mẹ đấy con khi người chạm phải, mê thì nhiều tính lại ít người. Tội lỗi lần lượt dắt đến nơi, các mối nghiệp lần hồi siết chặt. Mẹ đây con tâm chưa cầm chặt, chớ lân la di sắc tốt hơn. Tâm gái trai khi hết biệt phân, chừng ấy mới là chân vô ngày. Mẹ đây con khổ trong thế giới, khổ vì tình hết bảy phần mười. Thắng điều này dễ thắng các nơi, mẹ dặn kỹ con ơi ráng nhớ. Mẹ đây con mắt tay là cửa, các việc đều từ đó mà vào. Lấy trí suy canh giữ khích khao, chở cho các quỷ vào trong nửa.
Mẹ đây con hãy nên mỗi bữa thường hồi quán xem sửa nơi lòng. Ý xấu vừa khởi đã trừ xong, các tội ác sẽ không sanh nở. Mẹ đấy con người không mang nợ, ăn ngủ không lo sợ đến ai. Trong lòng khi chẳng bận nó này, chỗ nào cũng khứ lái thông thà. Mẹ đấy con mắt đi xem khắp hết, đi tai không nghe một việc nào chừa. Mà lòng không hề bị nhiễm ô, thế sẽ được đạo cơ khai ngộ. Mẹ đây con phải hành tới chỗ, thì mới là chứng tỏ đạo màu. Cứ lưng chừng không chịu đi sâu, làm như thế bao lâu cũng luôn. Mẹ đấy con muốn chi cũng muốn, là tánh người ở chốn hồng trần. Càng muốn nhiều càng khổ cho thân, con ơi ráng mà cân cái muôn. Mẹ đấy con muốn phàm rơi xuống ngay, muốn thành thì được cuốn lên trên. Trong hai đường nhớ xét chớ quên, siêu và đó khá nên chọn một. Mẹ đây con chọn nơi cây tốt, đừng thích ham cây lốp tanh hôi. Cõi trần từ lâu đã khổ rồi, nên chấm dứt chớ lôi khổ nữa. Mẹ đấy con cũng gần tới cửa, ráng chạy thêm chút nữa ơi con. Vào thành rồi hết sự thon vong, chớ dừng bước sau còn dắt đuổi. Mẹ đây con cũng vì mấy mùi, nên xưa nay trôi nổi bể sầu. Lắm giảng dài chẳng được hưởng lâu, giả tràng luôn cắm đầu xe cát. Mẹ đây con một lòng cháy lát, cho tâm thanh cho xác cũng thanh. Một kiếp tu cho được công thành, để khỏi bị đầu sanh ra nữa. Mẹ đấy con ác cái tâm không chứa, nào bị xô vào cửa ác nhân. Không mến trần chẳng lụy trong trần, thích uống rượu đưa thân tiệm rượu. Mẹ đấy con mộng trong giấc ngủ, phải chăng con thấy đủ hay không? Khi hồn lìa khỏi xác cõi hồng, cũng có cảnh có thân như thế. Mẹ đấy con điều này mẹ kể, muốn cho con không thể nghi ngờ. Rằng chết rồi là mất hết đi, xác cũng chẳng hồn thì cũng chẳng. Mẹ đấy con nhận cho chắc chắn, chết thân không chết đặng linh hồn. Nhiều cánh màu ở ngoài càng khôn, kẻ có phước thì hồn đi tới. Mẹ đấy con áo quần khi cõi, không đớn đau nhức nhối phải chăng? Một khi người đắc đạo bỏ thân,
cũng như cội áo quần chẳng khác. Mẹ đây con không nên sợ thác, ngoài cõi này còn các cõi màu. Gửi linh hồn chẳng thiếu chỗ đâu, chớ tiếc cõi tám sầu gây tội. Mẹ đây con phước càng dư bồi, càng được sanh vào cõi thanh cao. Như có tiền sung sướng sang giàu, con nghèo chịu khổ lao rách nát. Mẹ đấy con hồn lìa khỏi xác, liền sanh qua cõi khác phẫn nhiều. Cõi quỷ thần hoặc cõi cao siêu, loài người hoặc đi theo thú vật. Mẹ đấy con ấy là sự thật, ví như người vừa lột áo này, tất nhiên là áo khác liền thay. Áo lành hoặc áo đầy rách ra, mẹ đấy con nên chạm già. Những lỗi nào mẹ đã nói qua, để lập công trong cõi ta bà, ngày mượn tạm xác diều mà sanh chung. Mẹ đấy con đời như nhót mùng, sớm muộn gì nó cũng ra cùi. Nhiều khổ sầu nào thấy an vui, há không chán còn chui đục mài. Mẹ đấy con ta bà thế giới, từ vật chi cũng hãy được người. Lọt thú hùm bị xé ăn tươi, rơi miệng cá bị nhói bị nút. Mẹ đấy con đeo mang xác nhục, ngoài mũi mầm trong nhúc lại sơn. Sự nguy nàng có khắp bốn bên, đâu bị cõi Phật tiên vô sự. Mẹ đấy con không nên do dự, hãy tận tâm tu thử kiếp này. Nếu không thành mẹ chịu bỏ thay, không còn ở nơi Tây Phương Phật. Mẹ đấy con ấy lời hứa thật, con đừng lầm ngờ vực nữa. Giữ gìn cho tâm được nhất như, mẹ đợi trẻ quy cứ cực lạc. Mẹ đấy con xem người đang khát, không muốn gì hơn bát nước trong. Nước càng chưa được uống càng mong, tụ như thế thành công ở trẻ. Mẹ đây con buổi đầu mạnh mẽ, sao ngẩn ngơ như kẻ mất hồn. Chẳng bao giờ gặp Đức Thế Tôn, con ơi cũng nên nôn dơ biên. Mẹ đấy con một vợ mây chuyển, suốt ngày mưa đến lấy đường. Lỗi lầm trong nhất khắc vẫn vương, sự khổ não kêu luôn ngày tháng. Mẹ đấy con kia là vàng, chính là bờ giác ngạn đó ư. Dù mỏi mê gần muốn quỷ người, cũng ráng gượng tới nơi chớ bò. Mẹ đây con việc đâu thường có, bút muôn năm mới nhỏ một kỳ. Đau gấp rồi lấy nỡ bỏ đi, uổng hơn mất vàng y muôn nén. Mẹ đây con ráng tu cho vẹn, cùng Phật tiên đứng chén bồ đào.
có long lân quy phụng chầu bao cảnh bao quý trần lão đâu sanh. Mẹ đây con từ lâu khổ hành, chừng ni là thời thảnh vô cùng. Nhẹ mình đi dạo khắp không trung, làm vị tự tại thân Bồ Tát. Mẹ đây con chỉ trong chốc lát, từ phàm phu đổi bậc thánh nhân. Vạn sự do phúc đức là hơn, con ơi chứ nên sờn đạo lý. Mẹ đây con phải cho thành ý, từ trong tâm tu chỉ ra ngoài, hãy coi thường những sự đắng cay. Hào quang giữa lâm bài sẽ thấy, mẹ đây con nên nhớ lại. Thuở kia con làm đại tướng quân, lúc đấu gươm với kẻ địch nhân, vì nhai mắt bỏ thân trên ngựa. Mẹ đây con người tu thường bữa, trong khi ngồi tưởng nhớ Di Đà, giống đồng thường tự nhai mắt ra. Con nên biết để mà ngừa dữ, mẹ đây con đối vào các sự. Thiếu xét suy một tí không nhiều, thường lỗi lầm sanh biết bao nhiêu. Con ơi phải cho nhiều thận trọng, mẹ đấy con đời như dây mộng, mà gặp nơi mưa lớn xối vào, nay hư rồi hư tuốt đến sau. Hãy liễu lưỡng rành câu thành bài, mẹ đây con khổ lao chớ này. Sớm hướng dân chiều lại khấn nguyện, cầu xin cùng chư Phật thánh tiên, đổ cho được khỏi miền trần tục. Mẹ đấy con tu không hẹn lúc, ngày tháng nào và phút giờ nào, cũng vẫn tu không giả lãng sao. Được như thế Phật nào không cảm. Mẹ đây con người nằm trong khám mà, trong lòng luôn muốn đặng thả ra. Con ơi người trong cõi ta bà, cũng ráng muốn được mà giải thoát. Mẹ đây con dù muốn lầu cát, hay là nhiều dĩ mục kỳ thinh, cũng chỉ là tám vật tám hình, đâu trường cửu mà đem giả mến. Mẹ đấy con nghĩ suy cho đến, sẽ thấy lòng ưa mến tiêu tan, lo tu hiền cho giải nghiệp oan. Không còn muốn tạo toán nần nờ, mẹ đấy con chỉ nên lo gờ. Chớ nên gây cho mơ rối thêm, ý tưởng và lời nói việc làm, mà tránh cho khỏi lỗi lầm nhiều ít. Mẹ đấy con những gì chẳng chịch, ngăn ngại điều đạo đức trong lòng. Hãy lấy gươm trí huệ cắt xong, để quy nhất tấm lòng tưởng Phật. Mẹ đấy con không còn mây nấc, ráng mà leo chớ tuột nửa chừng. Con nên thì lòng mẹ vui mừng, con hư mẹ vô cùng buồn tôi. Mẹ đấy con được đi đến cuối,
tất đáp xong các mối trọng ân. Nếu lỡ làng hổ thẹn tâm thân, việc tốt xấu phải cần xử trí. Mẹ đấy con chẳng an ngôi gì, xuống ông trần vì nghĩ đến con. Há để lòng mẹ luôn hiểu vốn, không đáp lại cho tròn hiếu đạo. Mẹ đấy con hung như béo cao, vào chuồng rồi khó tháo tung ra, để tâm hồn bị lót đường tàn. Khó gặp dịp để mà trở bước, mẹ đây con trai gần ăn được. Ráng ăn ngừa chim chuột cho thường, đảo gần thành hay gặp ma vương. Đừng để chúng nửa đường xấu ngã, mẹ đấy con sắp mới nên đạo cả. Thường có hào quang cho Tây Đông, các ma vương sợ hại giống dòng, nên cô phá cho không thành tựu. Mẹ đây con chung khơi thoái cựu, nào gái xinh nào rượu thịt ngon, nào tiếng đàn tiếng sao vêu vôn, nào các tía lầu son đủ thứ. Mẹ đấy con đủ phương câu nhữ, cho đến trong giấc ngủ không chừa. Chẳng trí suy dễ bị gạt lừa, khiếu huệ mất đạo cơ cũng mất. Mẹ đấy con trong khi buồn bực, thường rơi vào các cuộc truy quan. Lấy thế thường làm sự uy an, sẽ dễ phạm vào đàn tối lồi. Mẹ đấy con viết buồn đưa tới, mượn giảng kinh làm mối giải buồn. Quắc trị tâm tưởng niệm Phật luôn, buồn sẽ khỏi khỏi run đường quay. Mẹ đấy con ma thường hay khuấy, ráng giữ gìn kéo phải lát lầm. Lưỡi chúng khi người bị dương nhầm, công tu luyện mấy năm cũng phùi. Mẹ đấy con một mai mười rồi, phải nghĩ suy chứ dối điều nào. Hư phạm rồi sửa lại chẳng mau, và còn có biết bao việc hài. Mẹ đấy con suy đi xét lại, ít lắm là cũng phải ba lần, rồi thi hành sẽ ít lỗi thân. Nên dè dặt cho cần như thế, mẹ đấy con nghiệm suy đau đề. Mà còn chưa chắc lẽ không lầm, nếu bướng càng dễ bị dấp lâm. Người hiểu đạo càng tâm thận trầm, mẹ đấy con cho tâm hùng giống. Việc nào khi xét đúng thì làm, mà dù nguy nan thế mấy cũng cam. Cứ một mực lo làm như ý, mẹ đấy con lầm mong được phì. Là nhờ nơi hữu chi mà ra, đừng để thua chúng bán gần xa. Ráng có mặt trên tòa long hồi, mẹ đây con một cơn gió thổi. Xác lá rơi về cõi không lâu, việc bất ngờ sai tới biết đâu. Còn ơi ráng bền câu đạo đức, mẹ đấy con do thần thông lực, trong phút giây nuôi nức đã tan.
Phàm ai ngờ trong chốn rừng quang lại được có đền vàng cát ngọc. Mẹ đây con đất liền sông mộc, cầu bắc ngang không mi cột rất xinh, toàn là do những phép màu linh của tiên Phật lập thành tất cả. Mẹ đây con đồng quán sơn giả, trong khắc kỳ biến hóa thành đô, mọi việc đều ngoài sức mưu đồ. Con ơi mãi quyền cơ nhắc nhiệm, mẹ đây con thành lòng tu niệm, sẽ có ngày diễn kiến cảnh này. Người hiền lành với kẻ thảo ngay, được đưa đến nơi đây trường hương. Mẹ đấy con Phật đâu hẹp mi lượng, lập cõi thanh để thương người hiền. Niềm bức màn kia gần được vén lên, ráng nhân hậu chớ nên hung dữ. Mẹ đấy con cùng nơi khắp xứ, suốt năm không nghe sự tai nạn. Khoái lạc đâu kém cõi tiên ban, sắp có tại thế gian kỳ tới. Mẹ đây con khuyên người ráng đợi, chớ rằng không mà vội ngơi đi. Dựng đức tin gìn trọn đạo nghi, hết cực khổ đến khi sung sướng. Mẹ đấy con việc đời không tưởng, chỉ một lòng quy hướng đạo màu. Giúp người không tiếc món chi đâu, hành như thế mau lâu cũng đắc. Mẹ đây con ráng nói dấu Phật, kể từ đây hãy đặt chân ra. Đi khắp cùng các chỗ gần xa, gọi ba tánh trẻ già tu niệm. Mẹ đây con mỗi ngày nằm liệm, trong thuyền này cho đến mất thay. Cũng sẽ không công đức lâu dài, hãy đứng dậy đó đây lập chi. Mẹ đấy con đem câu đạo lý, gieo khắp nơi thành thị thôn lân, cho người đời được biết tu thân, vậy mới đúng tinh thần bác ai. Mẹ đấy con do mình khuyên dạy, người trở nên hối cải tu hiền, công đức kia vô lượng vô biên, khó đem món bạc tiền so sánh. Mẹ đấy con thương yêu ba tánh, trong lòng luôn nhớ đến không quên. Nghĩ cách nào để vớt hết lên, mới chẳng thẹn mang tên Phật tử. Mẹ đây con đời càng hung dữ, đạo càng nên rộng mở thêm ra. Để thức lòng những kẻ giải ta, chớ ngồi đó ngâm nga tụng niệm. Mẹ đấy con gặp người thó hiềm, không động tâm chạy đến cứu ra. Đâu phải người học đạo Thích Ca, và cũng chẳng phải là nhân loại. Mẹ đấy con tùy theo thời đại, đưa chúng sanh khỏi ái tình ma. Khó khăn gì cũng chớ bỏ qua, ráng cứu vớt người ta bụi khổ. Mẹ đấy con làm ra muôn hộ, để giúp người đừng có riêng mình. Từ của tiền đến cả thân sinh,
đều cho hết dân tình chẳng tiếc. Mẹ đây con càng nhiều chém giết, dân càng nghèo thiếu mặc thiếu ăn, liệu giúp cho họ khỏi khó khăn. Có sống được mới hành đạo được, mẹ đây con mượn nơi cơm nước để gây duyên khắp hết chúng sanh. Ấy là cơ giáo độ rất tình, một trong bốn phép linh nhiếp hoa. Mẹ đấy con ráng mà chạm giả, giả dạng này rồi quá dạng kia, đi khắp nơi dục thúc người mê. Thân chẳng xa chi bề mưa gió, mẹ đấy con người hiền ít có, sự khuyên tu rất khó nhiều bề. Phải tùy thời lúc tương lúc hệ, miễn sao cứu kẻ mây được tình. Mẹ đấy con xa chi bùng trình, lòng từ bi luôn mến sinh linh, cứu được người dù phải bỏ mình cũng vui chịu không tình rè rục. Mẹ đấy con mấy khi gốc mục mà bỗng nhiên được nứt lên trời, người chết mà lại được sanh hồi, cảm ơn Đức Phật ngài vô tận. Mẹ đây con nước hèn dân bần mà trở nên địa phận lớn lao, dân thông minh nước được phú hào, sự quy báo kể sao cho xiết. Mẹ đấy con lại còn nhiều việc, sống mà tiêu còn chết lại còn, kẻ mới nghe chớ vội hỏi giòn. Ấy là cuộc xác hồn biến đổi, mẹ đấy con sao không sớm hối, sao luôn công quỳ gối lái dài. Phật từ bi cứu kẻ thảo ngay, chớ đâu cứu những ai bất nghĩa. Mẹ đấy con cùng nên trao trìa, ngày một thêm chứ để lờ lâu. Tu cho mình cho chúng cùng tu, được tự giác rồi đâu cũng giác. Mẹ đấy con từ lâu đỏ lạc, nay phải lo siêu thoát linh hồn, tìm cây lành mà đâu mới khôn. Lửa cõi Phật mà sanh mới tri, mẹ đấy con nếu cho hữu lý, thiệt hành ngay chớ ý lưng chừng, bởi sự đời sắp đến bên chân. Đâu xa sách mà rằng chưa vội, mẹ đấy con tâm trần sớm rồi, cho gương lành được chói mau ra. Đừng để cho tư tưởng giải tà gây rối rắm mù lòa tâm trí. Mẹ đấy con quỷ vừa mới nghĩ, đã có nhiều giống quỷ đến gần, chung suối làm ra tội lấy thân, theo làm kẻ họ hàng của chung. Mẹ đấy con hả không kính khủng, lo ngăn ngừa tư tưởng xấu xa, tập cho lòng hay nghĩ hiền hòa, có tiên Phật đến mà hỗ độ. Mẹ đấy con dù cho nghèo khổ, mà biết lo bao bổ sông thân, sự tu hiền khuya sớm ăn cần, sẽ thường có chư thần ủng hộ.
Mẹ đây con khi lòng to ngộ, dốt nát mà được trở thông minh. Không học hành mà thảo kệ kinh, Phật giúp việc chi hành cũng dễ. Mẹ đấy con muốn qua sông bể, có thuyền bè đến mẹ rước cho, mặc dù không biết lỗi chẳng lo. Kẻ dốt được thông so cũng thế, mẹ đấy con tâm là chủ tề. Tâm thông rồi các lẽ đều thông, mỗi tìm ra tất mở được vòng, mày nên biết để cầm lòng làm chắc. Mẹ đấy con Phật không dùng vật, chỉ dùng tâm nhân đức từ bi. Có tâm này có Phật hộ trì, há không ráng lập quy cho được. Mẹ đấy con chỉ quầy một bước, trong bất ngờ thấy được Như Lai. Lúc đêm hôm như lúc ban ngày, cần biết phải chiếm ngay tâm nồi. Mẹ đấy con ấy là nguồn cội, lóng lòng xoắn mà cõi phiền lao. Cõi niết bàn lòng muốn được vào, cũng do đó mà leo tới chầu. Mẹ đấy con khi tâm chưa ngộ, buổi đầu tiên phải nhớ hồi quang, thiếu nó là nghiệp hoặc khó toan, nên có một hư ngàn muốn diệt. Mẹ đấy con trong khi xem xét, lẽ dài ngay muốn biết cho rành, nên lựa lời Phật dạy trong kinh. Tất sẽ được tránh mình lầm lạc, mẹ đấy con khi chưa được giác, bị sự đời dẫn dắt như mù. Phải không hay quay chẳng biết đâu, cứ nhắm mắt đi theo thị dục. Mẹ đấy con nó là quen tục, cho nên dù là lúc đã tu, thói quen kia nào phải hết đâu. Không lọc kỹ làm sao sạch được, mẹ đấy con suy sao xét trước. Còn bị tà tâm lướt chánh tâm, nhẹ nổi lên bên nặng thì trầm, ráng trợ trưởng thiện tâm cho mình. Mẹ đây con gặp điều bất chánh, tâm lành thì khuyên tránh chớ ham. Tâm dữ thì nó bảo nên làm, rốt thường bị tánh tham làm chủ. Mẹ đấy con mực rơi muôn hũ, nước một thùng khó rửa sạch trong. Việc ác thì chưa chất đầy lòng, thiện có một khó hồng ngăn tội. Mẹ đấy con mạng dân thế giới, như tuyết sơn gần lối tàn canh. Khi nắng lên âu phải tan tành, ráng bồi bổ tâm lành hơn giờ. Mẹ đấy con nhân vô biển lự, cũng phải lo những sự gần đây. Hung hăng nhiều thù oán dây đầy, ngày loạn lạc xác thấy khó dâu. Mẹ đấy con lòng người còn sâu, thì còn ngày tranh đâu chẳng không. Ráng hiền hòa ráng nhẫn nhịn lòng, mẹ đời lên xuống chỉ trong nháy mắt.
Mẹ đấy con vừa rồi rất đắt, kể lại trong chốc lát rẻ rè, phải nghiệm suy chớ có bỏ bê. Biết chừa để khỏi bầy thúc múc, mẹ đấy con nay tu phải lúc, không chịu tu đành trúc linh hồn. Muôn kiếp sau cho mát vùi chôn, dễ gì gặp được cơn này nữa. Mẹ đấy con kỳ này Phật lừa, những kẻ nào ăn ở hiền lành đưa cho về nơi các cõi thanh, được thông thả khỏi sanh ra nữa. Mẹ đấy con Tây Phương mỗi bữa, mỗi khi giờ cơm ngõ sắp gần, khắp mười phương mẹ thấy bảo chân. Đêm qua báo cũng dần chữ Phật, mẹ đấy con mẹ đều xem khắp, nhiều cõi vô số đẹp con ơi. Đất toàn bằng châu ngọc sáng ngời, thân cũng ngọc tốt tươi không chán. Mẹ đấy con do thân làm sáng, chẳng hề dùng đến ánh mặt trời. Cả ngày đêm đều được sáng ngời, các cõi Phật đều như thế cả. Mẹ đấy con ráng mà sửa dạng, đúng như lời giáo hóa Phật tiên. Nếu không sanh về cõi Hoa Liên, các cõi ấy được lên càng quy. Mẹ đấy con theo lời mẹ chỉ, gắng tính theo chơi nghi ngờ, ráng xa lìa cái cõi trượt nhớ, chớ đeo mãi thêm cho khổ kiếp. Mẹ đấy con nay đã gặp dịp, có Phật tiên dùng phép cứu an. Chịu tu hành chừa tánh ác gian, thì sẽ được dễ dàng quy Phật. Mẹ đấy con lửa đang cháy hực, được có người mở quát cửa cho, không chịu ra đành chịu ra cho. Hả chẳng biết để lo đào tàu, mẹ đấy con kẻ lòng nhớ xấu, chẳng lấy đâu để cứu khỏi nàng. Vậy nên khuyên người sớm sửa sang, bỏ tất cả lòng lan giả xoay. Mẹ đấy con người nay tài giỏi, không làm cho nhân loại an nhàn, chỉ gây thêm sự khổ đa đoan. Già chết cũng vẫn hoàng già chết, mẹ đấy con khổ nàng chưa hết. Người vẫn già vẫn chết như thường, dù đông tây văn vật mấy đường, đâu thể giữ xác hồn hết được. Mẹ đây con thế gian đủ trước, đua nhau bài các cuộc sống sang. Vô tình thêm duyên cớ tham gian, xô nhau đến khổ hơn sung sướng. Mẹ đây con nêu đua sang trường, bằng ngàn muôn vật tưởng trong đời. Ấy là lầm tưởng lớn của người, sang mỹ cũng chẳng hơn trăm tuổi. Mẹ đấy con chúng sanh hạ giới, bị nghiệp trần nên mới ở trần. Đã đeo mang lấy cái nhục thân, chết là vốn ai từng tránh khỏi. Mẹ đấy con người trên thượng cõi,
do nhân lành được tới cõi lành, thân mỗi người đều rất khinh thanh, nên ai cũng trường sanh tất cả. Mẹ đấy con không mưu kế lạ, ai cũng đều thông thả sướng vui. Từ món ăn thức mặc các nơi, rất sang cả hơn người dương thế. Mẹ đấy con đều này mẹ kể, là để cho kẻ thế hiểu rằng, sang cõi trần đâu phải thật sang, sang thượng cõi mới là sang thật. Mẹ đấy con tuy sang tốt bực, mà không ai tâm chấp rằng sang, nên chẳng hề có kẻ tham gian, nhờ đó sự khổ nàng dứt bạc. Mẹ đấy con người trên quả đất, hết chấp này rồi mắt chấp kia, tâm để cho các vật làm mê, nên thường chịu nhiều bề thống khổ. Mẹ đấy con cũng nên tỉnh ngộ, làm hiền lương đừng có hung hăng, thưởng cõi chừng khi được siêu thăng. Mặc sức hưởng cảnh sang bất diệt, mẹ đây con đây là lời thiệt. Chớ cho rằng quỷ thuyết mã lâm, chim thì bay còn cá thì trầm, cứ lấy đó nghiệm xem sẽ biết. Mẹ đấy con có sanh có diệt, vật tạo ra khi chết cũng buông, chớ có hàm quyền quy phú cường, mà để kẻ khác vẫn vướng tay khổ. Mẹ đấy con ơi khá nhớ, đôi vật chi cũng chớ bận tâm, vì giúp người mỗi việc phải làm, nhưng không để bị giam trong đó. Mẹ đấy con tâm này được có, nơi sang giàu như chỗ nghèo hèn, tấm lòng không hề bị ố quen, chính là vị thần tiên tại thế. Mẹ đấy con tâm trần đã phế, nghiệp hết lôi vào bể hóng trần, thì đâu còn mang cái nhục thân. Mọi sự khổ cũng không tất cả, mẹ đấy con biết đời tam già, nên dù cho sang cả cách nào, lòng cũng không để đắm say vào. Được vậy ác ngày sau thông thà, mẹ đấy con tuy lòng không cả, nhưng vì thương những kẻ còn mê, mà tùy cơ tác dụng nhiều bề, để giúp họ trở về đường thiền. Mẹ đấy con ngoài nơi lỗ miệng, còn hy sinh nhiều chuyện khác hơn. Cứ xem ngay hoàn cảnh chư nhân, giúp họ những việc cần nên giúp. Mẹ đấy con A-di-đà Phật, ngài muốn ai cũng được an nhàn, nên tạo ra cõi cực lạc ban, xem việc Phật mà toan thì đành. Mẹ đấy con chúng sanh mạng ngắn, mà khổ lao tai nạn dây đầy, cũng nên thương chớ ghét một ai, không giúp được thì thôi chớ hại. Mẹ đấy con nhớ nên ở phải, dù cho ai đôi quỷ mặt tình,
vẫn bình tâm tu trị lấy mình, thì oan báo không sanh mai hầu. Mẹ đấy con không gây nhân xấu, thì đâu mang quả báo đê hèn. Thao thế nào cũng phải ra tên, nó không giống như vàng một sắc. Mẹ đấy con lấy nhân làm chắc, tạo nhân nào sẽ kết quả ni, lên thiên đường hay xuống âm ti, xét đã tạo nhân chia thì biết. Mẹ đấy con cõi trần muôn việc, việc lành là hơn hết bớ con. Ít nhiều gì cũng ráng mót bòn, thân dù bỏ lành con chớ bò. Mẹ đây con gặp ai khốn khó, biết xót thương giúp đỡ ít nhiều. Tấm lòng này càng lớn bao nhiêu, tánh tham nhiễm càng tiêu chừng nay. Mẹ đấy con tình thương nhân loại, cần phải cho đầy dãy rộng sâu. Dù lòng tham xuôi dục đến đâu, cũng không nỡ gây sầu ai cả. Mẹ đấy con biết năng sửa dạng, sẽ có ngày đau quả được nên. Lúc sông pha nêu có chỉ bền, núi cao mây cũng leo tới chót. Mẹ đấy con dù bao dằn giọt, cũng ráng cho khỏi lọt lưới sang. Kỳ thi này được chiếm bảng vàng, thân danh sẽ hiển vang tột bậc. Mẹ đấy con nay không trao trĩa, người phần đông mất hết trí khôn. Có xác nhưng mà chẳng có hồn, không còn biết điều chân lẽ nguy. Mẹ đấy con đây rồi yêu mì, cướp xác như là quỷ nhập đồng, trở lại làm hại kẻ giống dòng. Sự ác bao kể không hết được, mẹ đấy con kìa trong hồ nước. Con nhìn vào sẽ thấy tương lai, những người khi bị quỷ khiến say, trong chốc lát mặt mày đổi khác. Mẹ đấy con kẻ giao người mát, vẻ mặt đầy những nét hung hăng, như cuồng điên chải kiếm xung xăng. Gặp ai cũng đón ngăn hãm hại. Mẹ đấy con một đêm sáng lại, cảnh tang thương đầy dãy trên lề. Bước cùng đồ của khách trần mê, nỗi thê thảm thảm thê vô số. Mẹ đấy con muốn cho Phật độ, qua khỏi cơn tay khổ quái kỳ. Trong lòng đừng ngớt niệm A-di, thì là bước lâm nguy sẽ khỏi. Mẹ đấy con đổi thay khắp cõi, và nạn tai không loại chỗ nào. Do nghiệp mà hoặc trước hoặc sau, vì thế mới khuyên mau tu gấp. Mẹ đấy con ngôi nhà hư sập, mi dở hết ra để lập mới lên. Cây nguyên làm kèo cột vách phên, thứ một môi ném lên vàng hòa. Mẹ đấy con kẻ lầm lan trà, chỉ biết
lo cho khỏa dục tâm, thoái ở ăn như loại thú cầm, mà sẽ làm thứ củi châm cho lửa. Mẹ đây con thấy hư liền sửa, xấu giường bao cũng trở tốt tươi. Khi quỷ rồi lòng biết hổ ngươi, tất bỏ hẳn không vui tái phàm. Mẹ đây con sự hèn lại giam, siết tốt không can đảm thiết hành. Ấy thoái thường của cấp chúng sanh, gặp khổ nạn cũng đành chớ trách. Mẹ đây con dạy rằng đủ cách, Đức Phật không nói sót điều nào, mà ít ai chịu khó nghe vào. Đáng buồn kẻ trần lao biết mây, mẹ đây con quỷ thì gặp quỷ, làm phải thì có phải đến cho. Thường thấy sao lại chẳng chịu lo, cứ bấu sự dài dò bất thiền. Mẹ đây con muôn trường khi biến, con nhìn ngay vào phiến mây kia. Đường liền nhau có dọc có về, chỉ một ngọn gió cày đủ ra. Mẹ đây con mây kia một đoà, hình dung ngay được cả thế gian. Chừng đến khi nỗi cuộc bầm tan, cũng biến đổi dễ dàng như thế. Mẹ đây con không nên trễ, ráng ra cống đem lẽ hiền từ. Khuyên người mau chừa bỏ thói hư, cách ăn ở theo như lời Phật. Mẹ đây con ở ăn chân chất, không lẫn lường trộm cắp của ai. Tuy cơ hạn mà vẫn thanh bay, những kẻ ấy Phật ngài không bỏ. Mẹ đấy con trong khi nghèo khó, dứt lòng tham nào có dễ chi. Gặp một xu có thể ngơ đi, thấy trăm bạc ít khi nhịn được. Mẹ đây con nếu không ngừa trước, gặp dịp thường bị rất dễ dàng. Những điều làm mình phải mê man, thường có mãnh lực hơn sức nhận. Mẹ đây con ráng mà tinh tấn, giữ mình như ra trận đấu chính. Kẻ địch luôn rình rập bên mình, lúc nào cũng phòng cánh cẩn mật. Mẹ đây con mắt hay ngắm vật, tay thì nghe đủ các tiếng tâm. Ý thì hay tưởng tượng âm thầm, miệng hay nói còn thân hay đồng. Mẹ đấy con ơi rang lóng, thấy nghe đừng để vọng nơi tâm. Nếu vọng tâm thường nói lỗi lầm, và sẽ khiến việc làm sai quay. Mẹ đây con mắt tay khó đầy, nên các điều tay hãy thường vào. Dễ làm cho khởi niệm trần lao, rồi làm ác hoặc gieo lời ác. Mẹ đây con muốn cho giải thoát, phải chủ tâm ở các điều này. Chừng thấy nghe các việc đó đây, tâm không vọng là ngài đắc đạo. Mẹ đây con như lời mẹ bầu,
cứ làm theo chớ dạo nào ngơ. Tuy khó khăn ngay lúc bấy giờ, lướt qua được gặp cơ khoái lạc. Mẹ đây con, nước kia một bát, làm cho người hết khát được ngay. Một câu kinh tuy ngăn thế này, có thể giúp gái trai khỏi khổ. Mẹ đây con nên ôn cô, rồi tùy nghi khuyên vô chúng sanh. Kẻ thiện căn nghe đến lời lành, sẽ tỉnh ngộ tu hành theo Phật. Mẹ đấy con, Phật không dùng vật, khi ra về chớ cất mang theo. Nếu trong lòng còn một vật đeo, đắm giữa biển khó chèo tới bên. Mẹ đấy con, hồng trần còn mến, cõi Tây Phương khó đến con ơi. Dẫu từ lâu sai đắm sự đời, nay đây cũng ráng thôi chớ nữa. Mẹ đây con, kim thành có cửa, kẻ tâm không thì nó tự khai. Những người lầm còn bấn trần ai, đợi đến chết không ngày nào mờ. Mẹ đấy con, đoạn này khá nhớ, để truyền ra khắp chỗ được hay. Ráng sửa lòng cho khỏi đứng ngoài, bị ác thu sẽ thấy từng mình. Mẹ đấy con, vào thành mới bánh, có kẻ dâng rượu thánh trà tiên. Sẽ rõ câu con thảo cha hiền, biết đâu phải thường niên được có. Mẹ đấy con, cũng nên chịu khó, len loại khuyên lớn nhỏ lo tu. Giờ này chưa phải lúc ngao du, mà là lúc cần tu công đức. Mẹ đấy con, tận tâm khuyên dứt, đối với ai chớ chút ngại ngần. Nếu buổi này không lập được thân, chẳng còn dịp nào hứng danh phần. Mẹ đây con, buộc năm bãi nần, dùng dãy ra cho đặng dễ gì. Nếu không lòng cương quyết tu trì, bên mây sẽ khó ly ra khỏi. Mẹ đây con, gặp ai cũng gọi, ráng ăn chay giữ giới làm lành. Nhà bớt đi bả lời mồi danh, sẽ được Phật độ sanh độ từ. Mẹ đây con, khuyên người bỏ dữ, nếu không nghe cũng cứ khuyên hoài. Dù cho ai mắng chửi nhiếc xài, cũng nín chịu chứ gây gỗ lại. Mẹ đấy con, mở lòng quảng đại, phải cũng thương mà quấy cũng thương. Phải thì khuyên giữ phải một đường, còn quấy ráng tìm phương giải sửa. Mẹ đấy con, đạo luôn mở cửa, ai cứ vào không lửa riêng ai. Thành hay không là tự gây trai, lòng thương xót với ai cũng vậy. Mẹ đấy con, kim không chỉ sái, đi lạc đường là tại nơi người. Phật dạy điều hiền đức tốt tươi, không nghe mới lâm nơi sầu khổ. Mẹ đấy con, làm cho tới chỗ mới biết lời Phật có hay không.
chớ nửa đường rồi vội ngã lòng, lại nỡ trách Phật không linh nghiệm. Mẹ đấy con tu không chân niệm, hoặc niệm mà thiếu điểm chân tu. Vì thiếu bình hoặc giả thiếu dầu, tim dầu có đèn đâu thể cháy. Mẹ đấy con theo đây nghiệm lấy, sẽ biết ra phải quấy nơi ai. Tu niệm cần gồm đủ cả hai, đạo quả sẽ có ngày kết được. Mẹ đây con tuy làm việc phước, mà lòng không có chút từ bi. Hoặc nghĩ lành mà chẳng hành y, tu như thế quyền vi có thấy. Mẹ đấy con thật lòng nhân ái, cho một tiền phước đãi dường non. Niệm Phật bằng cái tấm lòng son, chỉ một niệm đủ thân Phật hiền. Mẹ đấy con niệm cho liền miền, chẳng thành tâm dầu niệm bao lâu. Phật cũng không qua hiện đến đâu, cảm chẳng có ứng nào có được. Mẹ đây con thành tâm có trước, huệ sẽ nên mà phước cũng nên. Điều này con khá nhớ chớ quên, để nhắc lại nhân sanh được biết. Mẹ đấy con phải cho ráng tiếc, đúng là người phụng việc Phật gia. Trong người đời cứ như thế mẹ cha, đâu dám đối giải tà sai quỳ. Mẹ đấy con trọng người thế ấy, thì mỗi lần nghe thấy người nguy, tất nhiên lòng có sự thông bi, sẽ giúp chẳng điều gì tiếc buồn. Mẹ đây con của người dù muốn biết, trọng người tất chẳng phạm vào, sự muốn kia to lớn dường bao, cũng lần lượt tan vào trong nước. Mẹ đây con đây là một trước, ngăn tội và sanh phước ơi con. Kha gắn ghi để giữ cho tròn, mẹ đang đợi ngày con đắc đạo. Mẹ đấy con thương con khờ khào, bị sự đời lừa đảo không hay. Cứ mê mang các việc trần ai, thầy thi đã bỏ đầy cõi tam. Mẹ đây con vì mê tâm cảm, cả quên thân bị hãm giáo nò. Ham gái sinh của lâm chức to, người quên kiếp bị số biển khổ. Mẹ đây con gặp kỳ đại độ, có Phật tiên dạy dỗ khắp nơi. Ráng tu cho giải khổ cuộc đời, chớ ham việc ăn chơi thay quá. Mẹ đấy con chim lòng được thả, sao lại còn nâng na chưa bay. Nếu để cho nhục lại lần này, sao khó gặp được ngài ân xa. Mẹ đây con phen này hối quá, vĩnh kiếp sao khỏi đọa sáu đường. Được tự do không sự buộc vương, làm thần chết phải nhường phải nề. Mẹ đây con nhổ cho tận rề, giống mê lầm đừng để sanh thêm.
rèn đạo tâm bất ni luận ngày đêm, biển tâm quyết làm em sống tục. Mẹ đây con cây rừng một khúc, để vậy hoài đến mục ra chi, chịu đéo bào trong một thời kỳ, thành hình tướng giống y y muôn. Mẹ đây con chớ nên bỏ luôn, vải dù bao khéo uống cũng ngay. Tuy lắm mưa cát việc trần ai, cố chừa bỏ có ngày sống được. Mẹ đây con dình câu thể ước, đã nguyện tu sao trước vẫn tu. Nay mờ nhưng sao sẽ hết lưu, tuy lao khổ mặc dầu chớ này. Mẹ đây con việc không nên trải, biết rồi lo chớ để trôi qua, nếu tuồn đời còn viễn lâu xa. Mẹ đâu xuống để mà hối trẻ, mẹ đây con yêu nương người khỏe. Tất nhiên không ngã té bao giờ, chúng sanh đang rối rắm mây mờ, nương lời Phật khỏi lo lầm lạc. Mẹ đây con Phật kêu giải thoát, bởi lòng thương vạn vật sanh linh. Các khổ lao dây chặt lấy mình, xác thịt khổ hoặc tinh thần khổ. Mẹ đây con khổ nạn vô số, mà cũng không hưởng thọ lâu dài. Làm mọi tôi cho xác thúi khai, cho đến chết không ngày nào rành. Mẹ đây con nếu đem so sánh, cảnh trần đâu khác cảnh tu đài. Vì thế nên các đức Như Lai kêu giải thoát cảnh này cho sớm. Mẹ đây con cũng nên biết gồm, xác thân người dơ bẩn nhất đời, còn lo lường đau khổ đủ nơi, ráng tu khỏi luân hồi lại nữa. Mẹ đây con tuổi mòn từ bữa, nay không tu mai sửa chẳng rồi. Số thiên tàu khi đã bị bôi, thì vạn sự đều thôi tất cả. Mẹ đây con bừng chừng khi xả, đám bèo kia tự rã tự trôi. Cảnh linh đinh sông dập gió dồi, sẽ khó kiếm được nơi đầm tru. Mẹ đây con nay còn mê ngủ, ắt ngủ luôn đến rũ thịt xương. Uống một đời sống cõi trần dương, không tìm đến con đường sáng sủa. Mẹ đây con thấy mây đang bùa, biết rằng đêm sắp có mưa tuôn. Nếu không tìm những chỗ ẩn nương, thì đâu tránh khỏi cơn ngước ác. Mẹ đây con mở tầm thinh giác, để mà nghe người các châu vi đang đua chen chế tạo những gì. Giữa vào đó an nguy sẽ biết, mẹ đây con người không ác nghiệt. Thì là cơ tận diệt cũng không, người ác càng ngày một thêm đông. Cơ tận diệt cũng hầm kế cần, mẹ đấy con không nên trì quần. Mau tu hành kẻo phận dở dang, một lần này đau hạnh vẹn toàn, ngày sau khỏi khổ nạn dương thế.
mẹ đây con thấy cây ung rề, biết rằng cây không thể sống lâu. Thấy lòng người càng lắm độc sâu, biết người chẳng hưởng lâu dài được. Mẹ đây con lâu xưa thuở trước, cõi thế gian nhiều cuộc đổi thay, chớ phải đâu mới một lần này. Mà ngờ vứt răng bài chiến quyền, mẹ đây con xưa nhiều cung điền. Vì gặp khi biến chuyển địa cầu, đã bị chìm tận đáy biển sâu, nay cũng vẫn còn lưu ngói gạch. Mẹ đây con dưới đồng sa mạc, đã có nhiều lầu cát bị chôn. Sau một cơn lục bão kinh hồn, mà hiện thời vẫn còn tồn dấu vết. Mẹ đây con sẽ thay đổi hết, nhân vật đều bị chết chính phần. Mặt đất chừng khi được bình phân, cảnh vật lạ thế nhân cũng lạ. Mẹ đây con mọi điều mới cả, trở lại hồi thiên hạ sơ khai, có các tiên thượng cõi xuống đây. Làm cho thế giới này đông đảo, mẹ đây con các tiên xây tàu. Nhiều đến đài quý báu cực kỳ, sức phàm phu không thể sánh bì, vừa tráng lễ vừa bí diệu ẩn. Mẹ đây con tiên phàm sống lẫn, bởi ai ai đều cũng hiến từ. Lòng Phật tiên sắp cũng gần như, nên tiên Phật cùng người đồng trụ. Mẹ đấy con nhờ ân từ vũ, cảnh trở nên thanh thu tuyệt vời, vui khác hơn vui của hiện thời. Đâu cùng có trường giới phong nhà, mẹ đây con đứng đi thông thả, không ai tra gì mà khó khăn. Có tàu xe bằng sức quyền năng, toàn thế giới giao thông tiện lợi. Mẹ đây con thật là đời mới, mọi việc đều khác lối thượng tình, không ai mang tật bệnh trong mình. Người nào cũng thân hình mạnh khỏe, mẹ đây con tin theo lời mẹ, chỉ công tu rồi sẽ được coi. Nào lâu đài xe cổ hắn hỏi, bằng châu báu người đời khó xăm. Mẹ đấy con đều dùng nhung gấm, không thấy ai mặc tâm vải bô, mặt mày không son phấn điểm tô, vẫn đẹp đẽ không thua bức tường. Mẹ đấy con mẹ không nói bương, ráng làm lành để hưởng cảnh ni, thật an nhàn trong sự khốn nguy. Muốn dùng đến vật gì cũng có. Mẹ đây con lướt trong sương gió, để mà đi tới đó ở con. Dừng bước nào bước nay hiểu dôn, đời tam giả này con chớ nhìm. Mẹ đây con nào đâu dễ kiếm, cuộc đổi thay trong điểm lọc lừa, hãy dằn lòng tu niệm sớm trưa. Con sẽ thấy việc chưa từng thấy, mẹ đây con biến lời thế mây. Thời kỳ này cũng phải siêng năng, niệm Di Đà quên ngủ quên ăn,
điều nhân ái lòng hằng ghi nhớ. Mẹ đấy con cho lòng sáng rỡ, ngày như đêm không có bóng đen, không hổ trăng cũng chẳng thén đèn. Trong lòng ấy Phật liền hiển tới. Mẹ đấy con ta bà thế giới, các linh căn đều đợi kỳ này. Đọa muôn năm siêu chỉ một giây, không công đức sâu dày khó đắc. Mẹ đấy con đức tin vững chắc, xô không siêu dầu lắc không nghiêng. Sự tu hành vẫn một chí nguyện, được như thế sẽ nên đáo cả. Mẹ đây con khổ không đổi dạng, cứ y thời giáo hóa rèn lòng. Các dòng tâm cố gắng việc sống, tất là được thành công đắc quả. Mẹ đấy con như cây với lá, phải gồm tu chớ bỏ điều nào. Cây tươi thì lá được xanh màu, khổ chịu được thì cao quả được. Mẹ đấy con thấy trời với nước, nào ai hay chừng lúc đến gần. Có đất liền có cả nhân dân, khác hơn lúc xa tầm mắt thấy. Mẹ đấy con một ngày bác cài, từ xem không đổi thấy có ra. Chớ xem không con ngỡ rằng xa, dội lời mai ắt là hỏng việc. Mẹ đấy con thân con biết tiếc, ráng đừng cho tiêu diệt lần này. Được trọn lành dù có mất thay, thân ấy vẫn còn hoài không mất. Mẹ đấy con Phật lìa xác chất, chớ nào đâu lìa mất bổn thân. Của thế trần trả lại thế trần, thân mình cứ giữ thân chớ bỏ. Mẹ đấy con điều này nếu rõ, tự nhiên con được tỏ ngộ tâm. Thật giả cần xét kỹ kéo lầm, mà trong mộng chết nhưng thân còn sống. Mẹ đấy con lo tu mau chóng, mẹ chờ con nơi cổng Phật đài. Ráng về cho tới chỗ nay mai, đừng để mẹ lâu ngày trong đời. Mẹ đấy con mẹ thường lui tới, xem cành hoa con dưới hồ sen. Đóa hoa này đã nở lớn bèn, sớm về để ngồi trên lên ấy. Mẹ đấy con càng làm phải, thì mùi hoa càng lại thơm ra. Và sắc vàng thêm chiếu sáng ra, xem hoa mẹ rất là mừng rỡ. Mẹ đây con rủi tâm ráng gỡ, cho hết còn tưởng nhớ ba ban. Chỉ một lòng nhớ Phật Tây Phan, nói gương thiện làm an lạc chung. Mẹ đây con cho nên cái thùng, đừng để ra dành mũng lỡ làng. Ráng tới bờ đừng nữa chừng gian, tu cho đắc chớ đừng bất đắc. Mẹ đấy con nay không thành thật, muôn kiếp sao tất mất bổ đề. Nhớ khuyên ai còn nắng nghiệp mê, ráng tỉnh ngộ lo bề tu niệm. Mẹ đấy con khá gìn hạnh kiệm, cho không còn một điểm nhút nhơ.
Người con thương trời há ngó lơ, lúc nào cũng chực hờ cứu đồ. Mẹ đây con nhờ ơn vũ lội, bao nhiêu điều tay khổ được qua. Ở tốt lành đừng ở xấu xa, nên nhắc nhở trẻ già nam nữ. Mẹ đấy con càng làm việc dữ, càng nhiều thân nhiều sự quả ương, và chẳng làm cho kẻ khác thương. Giàu mây cũng không đường hạnh phúc, mẹ đấy con lông trong chớ đục. Tuy nghèo mà hạnh phúc bớ con, chẳng bị ai thù oán ghét hờn. Tai họa cũng không nhận đâu tới. Mẹ đấy con khắp trong thế giới, ai cũng đều theo lối hiền lương. Dù không về nơi cõi Tây Phương, tại thế cũng hướng đường cực lạc. Mẹ đấy con gì còn làm ác, nên con đường sông thác luân hồi. Nghiệp ác khi trừ tuyệt được rồi, sanh tử dứt luân hồi cũng dứt. Mẹ đấy con cũng gần đến mức, đừng để cho ngã gục giữa đường. Lấy sức thân để chạy bãi bương, thành công sẽ danh dương bốn bề. Mẹ đấy con sớm gây tội lỗi, nhưng chịu nguyện triệt để tu hiền. Tội lệ kia tức được tiêu liền, còn có thể tu nên chưa muộn. Mẹ đấy con ráng tu kẻo uổng, có Phật tiên bước xuống hồng trần. Một lần này không lập được thân, chẳng còn dịp nào hứng danh phần. Mẹ đấy con riêng mình tinh tần, và đừng quên khuyên chúng kiện gan. Dù sao sao cũng giữ một đàn, an cũng đạo, nguy nan cũng đạo. Mẹ đấy con tín đồ Phật giáo, phải gìn câu hòa hảo khắp nơi. Lấy từ tâm bát ngay ở đời, dẹp hết tánh nhỏ nhói câu này. Mẹ đấy con ai dù tội tệ, biết ăn năn nên để lòng thương. Thân nên làm thù chẳng nên trương, sẽ khiến được bốn phương đều đến. Mẹ đấy con xác phàm mang mệnh, chẳng một ai không đến lỗi lầm. Nhưng kẻ lầm biết hối nơi tâm, là kẻ trí sẽ làm tiên Phật. Mẹ đấy con thương người sơ thật, lời chứ không hại mất điều chi. Thế cho nên ở cấp bực gì, điều ấy cũng cần ghi nhớ rõ. Mẹ đấy con chừng nào lớn nhỏ, thấy khổ người như khổ của mình. Biết đỡ nâng và biết đóng tình, người ấy quả đau binh không có. Mẹ đấy con người trong Phật ngọ, điều ấy cần ghi rõ trong tâm. Để tránh qua những việc sai lầm, thay vì cứu lấy làm hại chung. Mẹ đấy con cả trong ao dùng, nước cạn đi ca sống sao yên. Chúng sanh đang ở cõi trần duyên, nên thương lần chứ nên hung hiếp.
Mẹ đây con cũng vì quái nghiệp cả chúng sanh trong kiếp này đây, có một ngày như gió tuôn mây, cảnh thế thảm nào ai tránh khỏi. Mẹ đây con đường tu theo dõi, việc thiện lương làm nói không quên, cảnh hải hùng dù có nổi lên sẽ có các Phật tiên cứu hầu. Mẹ đấy con thấy đời thống khổ, giúp chẳng cùng đâu nở dối hoa, cuộc chuyển dời qua đất không xa, vì thế mẹ khuyên ra cản lè. Mẹ đây con chờ khi sức mẹ, mới lo con việc đã muốn rồi. Con ráng khuyên già trẻ nơi nơi, hãy tu trước khi rơi nạn ách. Mẹ đấy con việc còn cách vách, gần quá xa vì mắt khó trông, vách lấy rồi việc kế bên hông. Sự đáng ngờ là không mà có, mẹ đấy con đạo tâm chớ bò. Các Phật tiên bời nó mà ra, ráng dồi mài ở một kỳ ba, về cực lạc mới là hết khổ. Mẹ đây con chỉ bao nhiêu đò, con nhớ ghi chớ có lãng quên. Ráng tu cho đạo quả sớm nên, mẹ xin cứu về bên cực lạc. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Trong khi niệm Phật ngồi thiền, chỉ là niệm Phật chớ xen niệm trần. Muốn được Phật hóa thân đến rước, phải nhất tâm niệm Phật chí thành. Giữ lòng niệm Phật cho thanh, tất nhiên được Phật rước lên sen vàng. Thấy nhiều kẻ muốn sang cực lạc, mà lòng như bụi rác cống mương. Thế là dù Phật có thương, cũng không thể hiện bên giường rước đi. Làm tội ác trong khi chưa biết, khi biết rồi cương quyết quyết tranh xa. Một lời niệm Phật phát ra, đủ làm sức cảm Di Đà tiếp linh. Phật độ kẻ hữu tình với Phật, chứ Phật không thể rước con ma.
Cho nên khi niệm Phật Đà phải lầm như Phật để mà niệm lên. Muốn niệm Phật mau nên hiệu quả, hãy niệm như vũ mẹ con thơ. Mẹ không quên vũ con chờ, con thèm sữa mẹ hằng giờ nhớ luôn. Cửu phẩm muốn đặt chân tới chỗ, chính từng sen muốn có điểm danh. Phải nên niệm Phật làm lành, lòng thành càng mạnh càng thành tựu mau. Từ nơi xứ anh đào vàng dầm, dạy dần thơ xin nhắn quê hương. Người nào muốn đáo Tây Phương phải vừa niệm Phật phải lương thiện lòng. Thấy đời đâu cũng rối trăm bề, kia trả nọ dây khổ thầm thế. Vì khổ nên tu cho hết khổ, bởi mê mới tình để tan mê. Hãy tăng sức nhận khi ngang trái, ráng mạnh đạo tâm lúc nào nề. Nhớ niệm Quan Âm xin cứu độ, một lòng theo Phật đến liên quê. Nhân thiện có thì quả thiện lai, mến người người mến việc không sai. Muốn truy quả phước ngày mai hầu, xem nghiệp hiện thời sẽ biết ngài.